Đồ thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 75. Đồ chi hơn, cần muốn mọi người cùng nhau gìn giữ. Nhưng là đây, Đao Sẹo hộ vệ lộ ra tà mị nụ cười, tay không ngừng xoa xoa cười nói. Trộm lấy mấy kiện bảo bối tốt ngược lại không tệ. Thật ra thì lần này, mọi người cũng chuẩn bị trộm làm vài kiện bảo bối tốt. Đao Sẹo hộ vệ tựa hồ am tường đạo này, xem ra trước kia làm không ít chuyện này. À, đây là cha ta, các ngươi lại có thể như vậy. Tu Hổ Lam công tử mới vừa nói đôi câu, trực tiếp bị Đao Sẹo hộ vệ che liền miệng. Đao Sẹo hộ vệ khẽ vuốt ve Tu Hổ Lam công tử đầu, một mặt than thở ý, kéo Tu Hổ Lam công tử tránh được nhưng hai trưởng lão khác, thấp giọng trò chuyện nói, công tử, ngươi ngu à, những cái kia bảo vật đổi trở về, còn không phải là cho ngươi tăng lên thực lực dùng. Huống chi, lão phu là người ngươi. Lão phu đi theo ngươi, giúp đỡ ngươi à? Ngươi là các chủ duy nhất nhi tử, sau này ngươi chính là các chủ à, bây giờ người thủ hạ thực lực mạnh điểm, không tốt à? Tu Hổ Lam công tử một mặt hồ đồ gật đầu. Đao Sẹo hộ vệ nhưng là một mặt tà cười, xem ra người già là tinh, lão này lắc lư Tu Hổ Lam vậy không phải là lần thứ nhất. Công tử, ngươi suy nghĩ một chút mà. Đại trưởng lão mới cảnh giới gì? Hợp đạo cảnh tam tầng thiên mà thôi. Đao Sẹo hộ vệ lời nói thành khẩn nói, lần này tới 8 vị trưởng lão, 17 vị đệ tử, 8 trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão hợp đạo cảnh tam tầng thiên, nhị trưởng lão hợp đạo cảnh nhất tầng thiên. Những thứ khác 6 trưởng lão, đều là hỗn nguyên cảnh 7 tầng 8 tầng 9 trời, nhưng là bọn họ vậy không để ý tới sẽ ngươi chứ. Nếu là đổi những cái kia đặc thù hợp đạo thần khí, trở thành hợp đạo thần quân sau đó. Bọn họ còn sẽ để ý ngươi. Khó tránh khỏi, ngoài ra chọn người leo lên các chủ vị. Lời này vừa ra, Tu Hổ Lam công tử trực tiếp để mắt. Công tử đừng nóng. Cho nên, chúng ta muốn vớt ít đồ đi ra, cầm công tử ngươi, bổn trưởng lão ta, thực lực cũng tăng lên. Đao Sẹo hộ vệ ánh mắt thâm trầm nói, chờ một chút chưa các trưởng lão đến, buổi tối là thứ nhất đêm, những trưởng lão kia sẽ không rời đi, ngược lại rất cẩn thận. Chúng ta à, đi trước Thiên Hương lâu, tìm những cái kia mới vừa đoạt lại thiếu nữ ngu ngốc chơi một chút. Nhân tiện, tìm một chút mới vừa rồi cái đó kiêu ngạo được không được nhãi con, giết đi, là chúng ta lần này tráng tâm, sau đó ngày thứ hai chúng ta đi ngay. Đao Sẹo hộ pháp là thật trong đầu nghĩ làm chuyện này, kế hoạch này cũng mưu lược tốt lắm. Còn chuẩn bị dễ tìm liền trong môn phái duy nhất công tử làm người hùn vốn, xảy ra chuyện đều có công tử chỉ vào. Tu Hổ Lam nghe lời nói này, cảm thấy hết sức có đạo lý, không ở nhanh chóng gật đầu, suy tư nói, đi, chúng ta đi xem nhà, sau đó buổi tối đi Thiên Hương lâu, hoặc là, đi trước tìm cái đó thanh bào tiểu tạp trùng. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần đi ở Thiên Kiếm Thành bên trong, gặp được không thiếu thực lực kinh khủng cường giả. Để cho hắn bất ngờ là, lại vẫn gặp được vài người quen. Ban đầu mình không có giết Bắc Đường Vũ Dương. Bây giờ hắn vậy xuất hiện ở Thiên Kiếm Thành, chỉ là bây giờ Bắc Đường Vũ Dương, hoàn toàn nhận không được Diệp Thần liền mà thôi. Thiên Dương hội họp lớn. Chư Thiên Kiêu hội tụ luận đạo, chư vị chính thức đâu bán ra vé vào cửa. Nghe Thiên Kiêu luận đạo, lời nói có thể rõ ràng ngươi chi nghi hoặc, có lẽ so các vị trưởng lão còn muốn tinh thông nào đó nói, không giống nhau phương pháp tu luyện, không giống nhau con đường tu luyện, vừa có thể tăng thêm kiến thức, cũng có thể rộng rãi tầm mắt. Một vị hỗn nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, đứng ở một nơi trên ban công đầu bán ra trước vé vào cửa. Diệp Thần đi tới vừa thấy, bất quá chỉ là 6 đại thế lực một ít ngày kêu đến, mở ra một tiệc, Mỹ danh kỳ viết luận đạo, sau đó thủ hạ của bọn hắn ở nơi này đâu bán ra môn phái, một chuôi cửu phẩm tiên khí một tấm, mỗi một tấm có thể hỏi những ngày đó kêu một cái vấn đề. Hắn không để ý tới sẽ, nhưng là xoay người vừa thấy. Lại không nghĩ rằng nhiều dân gian võ giả trào đi lên. Kỳ quái! Có cái này tiên khí, tìm một đáng tin một chút thần vương cảnh võ giả dưới sự chỉ đạo không tốt. Còn phải đi hỏi đại phái đệ tử, người ta có thể cho các ngươi thật tốt chỉ điểm. Diệp Thần cảm thấy không thú vị, đi ra đám người. Đêm đến, Diệp Thần dần dần đi tới cư dân bình thường khu, tìm gian khách sạn. Ngươi khỏe, ngươi là tới ở trọ sao? Một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, ăn mặc to áo vải phục liền đi lên, 18-19 tuổi tuổi tác, tu vi không cao,
nhưng là sinh được một bộ tươi ngon mọng nước hình dáng. Chỉ bất quá đối phương hiển nhiên có chút khẩn trương, không ngừng nhìn chung quanh, tựa hồ kiêng kỵ cái gì. Diệp Thần chau mày, nhàn nhạt nói, các ngươi trên đó viết khách sạn, ta không đến ở trọ chẳng lẽ và ngươi nói chuyện phiếm. Thiếu nữ nghe được câu này, gương mặt ửng đỏ, lắc đầu liên tục, không phải vậy. Diệp Thần gặp thiếu nữ này không tránh khỏi trêu đùa, liền cười lên, nói đùa với ngươi, ta có thể phải ở vài buổi tối. Thiếu nữ bừng tỉnh, nhìn một cái bên ngoài, thấp giọng nói cái đó. Quý khách, người đi đường hẳn đói bụng rồi đi, nếu không ăn một chút gì. Diệp Thần gật đầu một cái, các ngươi trong tiệm có cái gì bảng hiệu thức ăn, tất cả lên đi. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra mười mấy cái cực phẩm tiên thạch, đưa cho thiếu nữ, tìm chỗ dựa vào cửa sổ bàn ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là gian có chút cũ nát khách sạn, lại có thể không người tới, tự mình rót coi như là duy nhất khách hàng. Cảm ơn quý khách. Cảm ơn quý khách, rất cảm tạ. Đầy mặt cô gái cảm kích, kích động đi phòng bếp thông báo, quay lại đi ra, tự mình mang hàng loạt rượu ngon đưa ra, hơi mang vẻ áy náy nói, những rượu này, là tiệm chúng ta tốt nhất, miễn phí cung cấp khách quan, nếu không phải khách quan ngài, chúng ta tiệm này chỉ sợ cũng không mở nổi. Không ngại. Đúng rồi, người nếu ở chỗ này mở khách sạn, chắc đúng chung quanh rõ ràng, ngươi và ta nói một chút. Cái này đấu giá hội họp lớn là như thế nào? Diệp Thần có cái thói quen, đến mỗi một nơi đều đi khách sạn quán trà hỏi thăm tin tức, không nghĩ tới tùy tiện đi vào một cái khách sạn, bên trong duy nhất quý khách chính là mình, chỉ có thể tìm thiếu nữ này hỏi một chút. Quý khách quá khen, kêu ta Tiểu Vũ là được. Thiếu nữ nói một phen đấu giá hội họp lớn tình huống, đồng thời thận trọng nói, quý khách, dù sao cũng phải chú ý, buổi tối không thể đi ra ngoài. Chớ nhìn Thiên Kiếm Thành ban ngày đều có đội chấp pháp. Trên thực tế đêm đến hậu loạn trước đâu, hàng loạt từ bên ngoài đến võ giả, đều muốn cướp những cái kia chạy tới tham gia buổi đấu giá môn phái bảo vật, trong chốc lát bị giết lầm đều là vô cùng có thể. Quý khách ngài thực lực, nàng đầy ấp áy náy mỉm cười, nói, ngài chỉ cần lưu lại ở trong khách sạn, chúng ta cái này tiệm nhỏ cũ nát, sẽ không có cường giả tới. Diệp Thần gật đầu một cái. Vốn là muốn hỏi một ít tình huống căn bản, không nghĩ tới Tiểu Vũ còn nhiều khuyên nhủ mình mấy câu. Hắn đối với cái này kêu Tiểu Vũ nha đầu ngược lại là có mấy phần hảo cảm. Bất quá hắn thật là tò mò, cái này Tiểu Vũ phụ mẫu đi nơi nào. Như vậy thiếu nữ thật có thể trông coi tốt một cái khách sạn. Thiếu nữ sau lưng phụ mẫu cũng hoặc là trưởng bối yên tâm. Hơn nữa, cái này nha đầu hiển nhiên không hiểu đối nhân xử thế. Cái này linh võ đại lục dòng nước ngầm phun trào, cường giả như mây, không có một người nhiều ít thực lực thiếu nữ cuối cùng quá nguy hiểm. Bất quá cái này là đối phương chuyện riêng, Diệp Thần cũng không dự định hỏi nhiều. Hắn để cho Tiểu Vũ đi xem thức ăn, vừa uống rượu ngon, vừa suy nghĩ trước lần đấu giá này sẽ kế hoạch. Không bao lâu, Tiểu Vũ bưng vài cái đĩa đi ra. Nhưng mà... hai tiếng... Chỉ gặp hai cái nhỏ thức ăn rơi trên mặt đất, theo tới một hồi thanh âm ồn ào. Tiểu Vũ giống như chuột thấy mèo, nhanh chóng chạy phòng bếp, đổi cả người vô cùng là thổ khí trang phục, gò má thoa nổi bụi đất thận trọng đi ra, cũng lúc nào cũng nhìn chằm chằm cửa khách sạn. Diệp Thần cảm giác có chút kỳ quái, vậy thuận thế nhìn. Quả nhiên, một đám tràn đầy sát khí người đàn ông đi vào, ăn mặc hết sức kỳ lạ, vác đao khoác kiếm. Đi tới phiên tương đảo quỹ, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, tiệm này một người cũng không có à? Người cái này cái gì phá tiệm à? Không biết chúng ta Thiên Hương Các muốn tìm tòi người à? Người cầm đầu kia nghênh ngang đi vào, phủi một mắt Diệp Thần, một mặt không quan tâm bưng lên Diệp Thần chén rượu, miệng to uống rượu, hô to một tiếng thống khoái, chợt hô, lão bản, cho ta cút ra đây, ra ta tới, không thấy được à? Là... Đại nhân đến. Tiểu Vũ cúi đầu, thanh âm cố làm già nua hình dáng, khiếp đảm đứng ở người cầm đầu bên cạnh. Người tên này, làm sao chậm như vậy? Các ngươi trong tiệm cô gái đâu? Tại sao không có à? Thiên Hương Các bên kia còn thiếu người đâu, ra ta nói cho các ngươi. Người cầm đầu nắm Tiểu Vũ đầu, lớn tiếng nói, đi theo ra ta đi Thiên Hương Các, ăn uống thoải mái, lại có đạt quan quý nhân, trẻ tuổi thiên kiêu lâm hạnh các ngươi. Đây là vinh hạnh của các ngươi.
hắn nói một tràng, phát hiện khách sạn không một cô nương đi ra, nhất thời giận dữ, một chân đạp mở Tiểu Vũ, nguyên bản những cô nương kia đâu. Làm sao một cái cũng không có, ra ra ta tới nơi này thu người, một mình ngươi cũng không có, có ý gì? Hắn ngay sau đó một chén rượu hắt đã qua, vừa vặn hắt hết Tiểu Vũ trên mặt nồi bụi đất. Xinh đẹp dung nhan ngay tức thì hiển lộ. Vậy người cầm đầu thử ra mấy giây, sau đó nhìn chăm chăm vừa thấy, sắc tâm lên, lau một cái tà mị nụ cười treo ở mép, nói, à. Ngày hôm nay ngược lại là có cái thu hoạch ngoài ý muốn, như vậy sắc đẹp, tại sao phải ở trên mặt lau những thứ đó? Nói xong, người cầm đầu giống như là bắt con gà con tựa như, một mặt cười dâm đãng hướng Tiểu Vũ nhào qua. Sẽ ở đó hai tay sắp chạm được Tiểu Vũ thời điểm, một cái bóng đen lóe lên. Diệp Thần trực tiếp ngăn ở Tiểu Vũ trước mặt. Hắn con người mang hàn ý lạnh như băng, ngưng mắt nhìn cái đó người cầm đầu, lạnh lùng nói, người mới vừa nói, là ý gì? Chẳng lẽ cái này Thiên Kiếm Thành có thể tùy ý bắt cóc người? Tức giận. Diệp Thần đã tức giận tới cực điểm. Thiên Kiếm Thành, Độc Cô gia tộc trụ sở chính, lại có thể sẽ có người khắp nơi tùy ý bắt cô gái trẻ tuổi hưởng thụ. Nơi này chẳng lẽ không có vương pháp? Những cái kia người chấp pháp lại là làm ăn cái gì không biết? Nơi này động tĩnh lớn, lại không có người nào hỏi tới. Bên ngoài lui tới cường giả lại là liền xem đều không xem, tựa như thành thói quen. Ha ha ha, người thằng nhóc này, còn dám hỏi ta. Nguyên lai là một số tiểu tử à, mới tới Thiên Kiếm Thành. Người cầm đầu bất ngờ cười một tiếng, mặc dù chỉ có nhập thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là hoàn toàn không sợ thần vương cảnh tam tầng Thiên Diệp Thần, dù là biết Diệp Thần tu vi chiến lực cũng hơn mình xa, vẫn như cũ không có sợ hãi. Đám nhỏ, rời cái ghế tới. Ra ra ta ngày hôm nay thật tốt dạy dỗ cái này sổ tiểu tử. Người cầm đầu đi xuống dựa vào một chút, vừa vặn tựa vào dọn tới cái ghế gỗ, bắt chéo chân, ánh mắt quét nhìn thẹn thùng sợ hãi Tiểu Vũ, lại nhìn về phía một mặt oán giận Diệp Thần, thờ ơ nói, thằng nhóc, xem bộ dáng của ngươi, là tới tham gia đấu giá hội họp lớn chứ. Những ngày qua, Độc Cô gia tộc những cái kia những đại nhân, triệu tập đấu giá hội họp lớn, ngược lại là ba núi ngũ nhạc, cái giáo gì phái người đều tới. Dĩ nhiên xem ngươi bộ dáng này, là tán tu đi, bất quá, ra ra ta xem ngươi non nớt, tạm thời không cùng ngươi so đo. Hắn thần giác mở ra lau một cái tà mị nụ cười, nói chúng ta Thiên Kiếm Thành, tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, người nào cũng không thiếu, hơn nữa, chính giữa lấy Thiên Hương Các nổi tiếng nhất, bởi vì nó là Độc Cô gia tộc Độc Cô Thiên Ngự trưởng lão tự mình mở mua bán. Còn như người cảm thấy mạnh cướp dân nữ, người phụ nữ. Đó là vinh hạnh của các nàng, thật vất vả dáng dấp đẹp chút, chẳng lẽ cả đời ở nơi này phổ thông khu nhà ở, liền đụng phải chút đế tôn cảnh nô tài. Nhập thần cảnh phế vật, sau đó sinh hoạt nhất thế, đây chính là quá lãng phí. Cho nên, người cầm đầu chỉ mình lỗ mũi, thanh âm lạnh như băng ác liệt nói, chúng ta chính là đặc biệt giúp Thiên Hương Các xem xét mạo mỹ người phụ nữ tồn tại, chỉ cần bị chúng ta vừa ý, liền sẽ đưa đi Thiên Hương Các, chiêu đãi những cái kia công tử vương tôn, nhân vật thiên kiêu, đây là vinh hạnh của các nàng. Hắn trên dưới quan sát Diệp Thần một phen, suy tư nói, bây giờ à, người thật giống như ở bên bờ tử vong dò xét. Ra ra ta cho ngươi hai con đường. Cái thứ nhất, ngươi tu vi không tệ, dứt khoát đi theo lão tử. Cái thứ hai, ra ra ta để cho người bắt ngươi lại, vậy đưa đi Thiên Hương Các, Thiên Hương Các vậy thu người đàn ông, xem ngươi như vậy da mỏng thịt non trẻ tuổi tiểu sinh, sẽ có rất nhiều lão yêu bà thích. Tóm lại một câu nói, coi trọng, vô luận trai gái cũng bắt. Diệp Thần không có động tĩnh. Hắn coi như là đối với Thiên Hương Các có chút biết rõ. Bất quá là Độc Cô gia tộc trưởng lão màu đen sản nghiệp. Mặc dù đây là Độc Cô gia tộc địa bàn, nhưng là cũng quá quang minh chánh đại đi. Hắn nhìn một cái Tiểu Vũ, người sau thân thể run rẩy, thật chặt dựa vào Diệp Thần, hiển nhiên sợ đến trình độ cao nhất. Thôi, nếu đụng phải, liền cứu một lần đi. Diệp Thần thanh âm đạm mạc chậm rãi rơi xuống, Tiểu Vũ, người muốn cùng bọn họ đi sao? Tiểu Vũ vừa nghe. Mặc dù không biết Diệp Thần tại sao như thế nói, nhưng vẫn lắc đầu như trống lắc vậy, không muốn. Ba mẹ ta đều bị bọn họ giết, ta thà chết cũng không đi Thiên Hương Các.
Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, được. Sau đó, hắn lạnh như băng tầm mắt rơi vào trên người mọi người, người ta cô gái không muốn đi, cũng không muốn cưỡng bức nàng, cút đi. Người cầm đầu nghe được câu này, nhất thời cười. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám cùng Thiên Hương Các đối nghịch. Thằng nhóc này không riêng gì trẻ trâu, lại là một cái chính cống người điên. Tiểu súc sinh, người sợ là liền chữ chết. Người cầm đầu lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một kiếm sử dụng. Rào 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 rào. Rộng lớn kiếm khí vạch qua giữa không trung, trực tiếp chém ngang liền mấy chục nhập thần cảnh côn đồ. Bọn côn đồ cơ hồ không lên tiếng, trực tiếp hóa thành hai đoạn, đi theo bị kiếm khí vặn thành bùn máu. Hiện nay, nhập thần cảnh võ giả, ở Diệp Thần thủ hạ, cơ hồ đều có thể tùy ý nháy mắt giết trình độ. Ngươi, thật là to gan. Người cầm đầu hù được rơi xuống đất, chợt lấy ra một quả lệnh bài, nhanh chóng thông báo Thiên Hương Các xảy ra chuyện, mới vừa thông báo xong liền bị Diệp Thần bắt được. Ngươi biết, ta vì sao không trực tiếp giết ngươi? Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Hắn bản không muốn gây chuyện, nhưng là ngay vừa mới rồi, luân hồi mộ địa truyền ra một giọng nói. Đi Thiên Hương Các lấy một vật. Đạo thanh âm này lặp đi lặp lại nhiều lần. Cực kỳ kịch liệt. Không phải luân hồi mộ địa đại năng thanh âm, mà là luân hồi mộ địa bản thân thanh âm. Bất kể là cái gì, nhất định rất trọng yếu. Giờ phút này, vậy người cầm đầu hoàn toàn bối rối. Mặc dù biết Diệp Thần thực lực mạnh tại bọn họ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như thế à. Mới vừa rồi bùng nổ lực lượng căn bản không thể nào là thần vương cảnh. Là, tại sao? Người cầm đầu thanh âm càng ngày càng nhẹ, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Lệnh bài nổi lên tác dụng, không tệ, người chỗ dùng kết thúc. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, trực tiếp đem người cầm đầu đầu lâu tạo thành huyết vụ đầy trời, chợt dính đầy máu tươi gò má xoay qua chỗ khác. Nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, ngươi tìm một chỗ tránh một chút đi, ngày hôm nay cái này bầu trời đêm, là màu máu. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu luân hồi mộ địa muốn lấy vật kia, tất nhiên là một chàng thịt sống phong huyết mưa. Hắn không có lựa chọn. À, tiền bối, ngươi hay là đi mau đi. Tiểu Vũ kinh hoàng nói, Thiên Hương Các nhưng mà có hợp đạo cảnh cường giả trấn giữ à. Rào 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 rào. Một cổ sáng bóng bọc lại Tiểu Vũ, đem núp vào hậu viện. Diệp Thần vỗ tay một cái, trong tay sáng bóng lan truyền, quanh thân hiện ra hai chuôi tiên khí, một chuôi lưu chuyển vô cùng vô tận hủy diệt lực, đang tại bể tan tành không gian, xa xa liền có thể hủy diệt hết thảy, là diệt hồn ma thần thương, không chỉ có bị tự chữa tốt lắm, lại là lên cấp ngũ phẩm hỗn nguyên tiên khí. Ngoài ra một chuôi, kiếm quang ngút trời, mất đi lực càng tựa như mênh mông đại hải. Thân kiếm chạm chỗ cổ xưa minh văn, là Chu Thần kiếm, bất ngờ trở thành cấp 6 hỗn nguyên tiên khí, đều là bị Diệp Thần dung luyện mấy chục chuôi hỗn nguyên tiên khí, cho nên nhanh chóng lên cấp. Cái này hai chuôi tiên khí, đều là Diệp Thần tự tay luyện chế mà thành, bầu bạn Diệp Thần đã lâu, vậy dùng được muốn gì được nấy, cho nên mỗi tiên khí không theo kịp mình lực lượng lúc, liền sẽ lại lần nữa tế luyện một phen, khiến cho được uy năng mạnh hơn. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Bầu trời bên trong, vạch qua vài đạo lưu quang, mấy vị vô cùng là mạnh mẽ hộ vệ chạy đến, tất cả người mặc Thiên Hương Các áo khoác. Ba vị thần vương cảnh, một vị hỗn nguyên cảnh. Như vậy thật lớn chiến lực, đối phó một ít dân gian võ giả, vậy tuyệt đối vậy là đủ rồi, tông phái võ giả lại càng không sẽ trêu chọc bọn hắn, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, ngày hôm nay bọn họ trêu chọc là Diệp Thần. Vị kia hỗn nguyên cảnh hộ vệ. Không để ý tới sẽ cách đó không xa chém giết, ngự không ngưng mắt nhìn Diệp Thần, một bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh như băng nói, thần vương cảnh tam tầng thiên tiểu tử, ngươi có biết ngươi phạm xuống tội gì? Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, cứ nhìn giữa không trung mọi người, nhàn nhạt nói, chờ các ngươi rất lâu rồi. Hỗn nguyên cảnh hộ vệ ngẩn ra, chợt cười lạnh nói, cuồng vọng tiểu súc sinh. Xem ra ngươi còn không có giác ngộ. Đã như vậy. Hôm nay ta không giết ngươi, ta muốn ngươi cảm thụ vô tận hành hạ. Một giây kế tiếp, bốn người trực tiếp hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần vậy không muốn lãng phí thời gian, bước ra một bước, nghịch thiên liều chết xung phong lên, sau lưng cho thấy bất diệt thần vương nói, một cổ bất diệt hơi thở tràn ngập toàn thân, sừng sững gian cầm Chu Thần kiếm, xoay người chém ngang một kiếm, kiếm quang nếu như một vòng trăng sáng,
xoay tròn bay vút ra. Vạch qua giữa không trung lúc, giật mình từng trận lam quang, trong thoáng chốc đem gần phân nửa thiên kiếm thành cũng chiếu sáng, dẫn được không thiếu võ giả ngẩng đầu nhìn chăm chú. Chính là thần vương cảnh tam tầng thiên, lại còn dám phản kháng, thật là buồn cười. Một cái thần vương cảnh hộ vệ lộ ra tà mị nụ cười, từ lấy là thần vương cảnh 5-6 tầng thiên tu vi, không sợ Diệp Thần thần vương cảnh tam tầng thiên. Có thể làm trăng sáng càng ngày càng gần, hắn triệt triệt để cảm nhận được một cổ vô hình sát ý, hắn nụ cười ngay tức thì cứng ngắc. Quay lại sắc mặt đại biến, vội vàng dưới tới không kịp đề phòng, trực tiếp bị trăng sáng kiếm khí cắn qua, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán ra. Cẩn thận! Người này ẩn núp tu vi! Động thủ! Trong chốc lát, những thứ khác ba tên hộ vệ cũng kinh sợ, đuổi vội vàng lấy ra mình thần vương khí tác chiến. Mới vừa nhìn Diệp Thần tu vi yếu như vậy, nơi nào nghĩ trước đụng phải tàn nhẫn hung ác tử. Độc Cô trưởng lão trấn giữ Thiên Hương Các thì như thế nào? Loại rác dưới này thế lực, cũng không nên tồn tại. Diệp Thần dựa vào thân xác mạnh mẽ, trực tiếp gần người đến gần hai vị thần vương cảnh hộ vệ, chợt một kiếm xuyên thủng hai người, lại tiêu diệt hai người thần hồn lực, giống như tàn sát con kiến hôi vậy. Hai đại thần vương cảnh cao thủ, không chống nổi 10 giây, trực tiếp chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm sao có thể, tầm thường thần vương cảnh làm sao có thể như vậy khủng bố. Vị kia hỗn nguyên cảnh hộ vệ trong đầu chỉ có loại ý nghĩ này, trực tiếp xoay người chạy, đùa gì thế, thần vương cảnh giết trong chớp mắt, chiến lực so mình đều mạnh. Nếu đã tới, vậy thì chờ đi, dù sao ngươi chạy về, cũng là một chữ chết. Diệp Thần ngự không đuổi theo, một kiếm sử dụng, bốn phương kiếm khí ngang dọc, theo lôi quang bốn chói lọi, cương khí phun trào, trực tiếp chém vị này hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên hộ pháp hai cánh tay. Dưới chân sau đó xuất hiện một chuôi hỗn nguyên tiên khí, ngự khí ra, tốc độ nhanh hơn, cơ hồ chỉ còn lại tàn ảnh, ở mờ mịt bầu trời đêm dưới, cuồng truy đuổi hỗn nguyên cảnh hộ pháp. Cứu mạng à! Cứu mạng, phó các chủ, cứu mạng à! Có to gan tặc nhân, tập kích ta, hơn nữa chém giết chúng ta nhiều tên hộ vệ, cứu mạng à! Vị kia hỗn nguyên cảnh hộ pháp một đường chạy như điên, liền hống mang gọi thành công hấp dẫn mảng lớn võ giả chú ý. Dưới chân hắn vậy xuất hiện một chuôi hỗn nguyên tiên khí, tốc độ cực nhanh, muốn hướng Thiên Hương Các chạy như điên. Không thể không nói, Thiên Kiếm Thành vô cùng là khổng lồ, lấy hắn hỗn nguyên cảnh tu vi, lại có thể cũng chạy như điên mấy chục giây, còn chưa tới mục tiêu. Hô hô hô! Hô hô! Bầu trời bên trong, một chạy một truy đuổi, theo kiếm khí tràn ra, máu tươi phiêu vẩy xuống. Phía dưới võ giả ngẩng đầu nhìn bọn họ, một mặt hoảng sợ. Tối khuya giết người mạnh như vậy. Người chấp pháp không phải nói không chừng giết à. Ra ra. Người chấp pháp sẽ ngăn cản à. Cái này, hai người thật là mạnh mẽ à. Cái đừng thanh niên hỏi bên cạnh ông già. Ông già nhắm lại kinh ngạc miệng, lắc lắc đầu nói, thanh niên kia, xem ra là môn phái cao đồ, cường thế vô cùng, lại có thể đuổi giết Thiên Hương các người, người chấp pháp hẳn không dám quản. Chúng ta, đi theo đi xem một chút đi. Có lẽ vị thanh niên này, lai lịch cực lớn, Thiên Hương Các cũng không dám làm sao đâu. Được được, đi xem, không thiếu thanh niên đáp lại. Gần như ngay lập tức gian, thành hơn 100.000 võ giả ở trên đường phố chạy như điên, đều đuổi đi Thiên Hương Các, bọn họ cũng không dám ở trên trời bay, sợ bị giết lầm, nhưng ở trên đường phố chạy như điên bóng dáng cũng không có. Tất cả mọi người đều muốn xem. Rốt cuộc là ai? Dám giết Thiên Hương các người, còn giết được như thế liều lĩnh, như thế cường thế. Nhất định là nào đó đại phái thiên kiêu đệ tử, dầu gì cũng là một vị đại năng cao đồ đi. Ha ha ha, tiểu súc sinh, trước mặt chính là trời nhang các, ngươi chết chắc. Tần đội trưởng, cứu mạng, phía sau cái đó tiểu súc sinh, muốn giết ta, muốn khiêu khích Thiên Hương các uy tín. Bót sát, hai đạo bể tan tành thanh âm xông tới. Hỗn nguyên cảnh hộ vệ bay đến Thiên Hương Các lúc, hai chân đã bị Diệp Thần cách không chặt đứt, tiên huyết đầm đìa rơi vào Thiên Hương Các tiền viện bên trong, kinh ngạc không thiếu con nhà giàu bạo lui liền liền, các cô gái vậy là một bộ hoa dung thất sắc hình dáng. Hỗn nguyên cảnh võ giả à? Trực tiếp bị chém thành như vậy. Ác độc biết bao người à? Người tới người nào?
vì sao giết ta Thiên Hương Các hộ vệ? Một cái thanh bào người trung niên, từ Thiên Hương Các tầng thứ 9 sàn bên trong đi ra, quanh thân lưu chuyển đậm đà không gian quy luật lực, xem ra là một vị hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn eo bái phục trường đao, đầu đội ngọc trắng quan, tuy là tuổi tác không nhỏ, nhưng lớn lên như cũ tuấn mỹ. Hắn ngự không ra, ánh mắt quét qua hơn ngàn quý khách và các cô gái, sắc mặt vô cùng là bình thản, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hỏi, tại hạ là Thiên Hương Các phó các chủ Lục Triển Nguyên, vị khách này, ta xem ngươi tu vi không cao, nhưng dám như vậy làm việc, là vị tiền bối nào cao nhân đệ tử à? Ta Thiên Hương Các nếu có địa phương đắc tội ngươi, đại khả nói ra. Không cần như vậy động đao giết người, chúng ta Thiên Hương Các phía trên cũng có người, cho dù là sau lưng ngươi sư tôn, cũng không gặp được chọc nổi đi. Lục Triển Nguyên thấy được Diệp Thần, mang mặt nạ, nhưng ăn mặc một bộ vô cùng là thông thường quần áo. Tu vi không cao, nhưng là lá gan cực lớn, liền phán đoán Diệp Thần rất có thể là một vị đại năng cao đồ. À nha, vị khách quan này à. Hòa hòa khí khí không tốt mà, đừng hơi một tí chém chém giết giết. Tới tới, nhìn chúng ta một chút nơi này cô nương. Một cái sức dày đặc phấn cô gái mập đi ra, bên người đẩy hai cái thanh thuần thiếu nữ, mỉm cười nói, khách quan à, tới xem, chúng ta cô nương, tươi ngon mọng nước đáng yêu, tới trước tả tả lửa đi. Vậy hai thiếu nữ trong mắt viết đầy khổ sở, nhưng cũng không dám nói một câu. Rất hiển nhiên, là bị cưỡng bách tới. Rào 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 rào. Rào rào. Những lời này trực tiếp đổi lấy Diệp Thần ba đạo kiếm khí tổ hợp thành một đạo kiếm cương, nhảy không tới, thể phải đem người phụ nữ này chém chết vậy. Cô gái mập trực tiếp đẩy ra hai thiếu nữ, mặt lộ ngoan sắc, hai cánh tay cổ động, hai cái tơ mang hoa nhảy ra. Lẫn nhau tổ hợp thành một cái tú hoa cầu, thẳng xông lên kiếm cương đi, hai người va chạm chung một chỗ, sinh ra một cổ vô cùng kịch tiếng nổ, dẫn được Thiên Hương Các chấn động, không thiếu đứng ở cao tầng thanh niên các công tử, đều là lảo đảo một cái, còn có hai cái nhập thần cảnh công tử trực tiếp rớt xuống. Ra công tử chính giữa, Tu Hổ Lam công tử, Băng Tháng công tử đợi một chút, không chỉ có lộ ra vẻ hoảng sợ, ngừng mắt nhìn kiếm cương và tú hoa cầu va chạm. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Hai cổ hơi thở tràn ra ra, sau đó phát ra một đạo phốc suy thanh âm, tú hoa cầu trực tiếp bị chém bạo, kiếm cương tiếp tục bay tới. Cô gái mập thần sắc đại biến, mình hỗn nguyên cảnh nhị tầng thiên tu vi, lại có thể không ngăn được kiếm này cương, thanh niên này thật là mạnh mẽ. Mắt thấy cô gái mập sắp bỏ mạng ở kiếm cương dưới, Lục Triển Nguyên ngự không tới, quanh thân hiện ra đạo đạo không gian quy luật. Khổng lồ không gian quy luật, hóa thành mấy chục đạo không gian lưỡi dao sắc bén từ các phe tụ đến, trực tiếp tan vỡ Diệp Thần kiếm cương. Lục Triển Nguyên giờ phút này thần sắc vô cùng là âm ế, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, có chút kiêng kỵ. Thằng nhóc này, lai lịch không biết, ngược lại là công pháp cực mạnh. Lại có thể từ thần vương cảnh vượt cấp đối chiến hỗn nguyên cảnh, còn suýt nữa đem người hắn chém chết. Tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Hắn không thể tùy tiện đem đối phương đánh chết, mà là được thăm dò một chút hắn để. Chợt Lục Triển Nguyên và cô gái mập hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả rõ ràng ý nghĩ của đối phương, muốn giết Diệp Thần không khó, nhưng mấu chốt là không biết Diệp Thần sau lưng phải chăng có sư tôn môn phái, cũng không cách nào trực tiếp dò xét Diệp Thần công pháp lộ số, cho nên, được hỏi trước một chút. Rốt cuộc là tới từ cửa đại phái. Vẫn là cô quả tàn nhẫn độc hành khách. Cái trước. Vậy thì được nói xin lỗi, còn như người sau, giết. Tiểu huynh đệ công lực cao thâm, không biết tục danh như thế nào. Ta Thiên Hương Các rốt cuộc nơi nào đắc tội tiểu huynh đệ. Lục Triển Nguyên lộ ra nụ cười ấm áp, cáo giả vậy thành tựu lộ ra không thể nghi ngờ, nói, bỏ mặc phát sinh cái gì, có thể để cho ngươi như vậy tức giận, chuyện hôm nay, coi như là ta Thiên Hương Các có lỗi với tiểu huynh đệ. Như vậy đi, ta tự mình chuẩn bị lễ. Theo tiểu huynh đệ tới cửa viếng thăm quý sư tôn, xin lỗi ngươi, như thế nào à? Ngoài sáng là nói xin lỗi. Thầm chính là dò Diệp Thần lai lịch. Diệp Thần thần sắc biến hóa, vậy nhìn ra Lục Triển Nguyên ý tưởng, chợt âm thầm điều động luân hồi mộ địa rất nhiều thần vương khí, bắt đầu một kiện kiện thần khí bổ sung năng lượng, đặt vào thần hồn lực, chỉ phải lấy ra liền có thể nổ, đồng thời nhìn về phía Lục Triển Nguyên, nói, nhận lỗi không cần. Ta còn không cần ngươi cái này cùng bẩn thỉu đất đồ,
vội tới ta nói xin lỗi. Tiểu huynh đệ đây là nói chuyện gì? Ta chỉ bất quá muốn cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu mà thôi. Lục Triển Nguyên như cũ nụ cười rực rỡ, giống như là kéo chuyện nhà tựa như dò Diệp Thần để. Bằng hữu cũng được đi, ta không lạ gì, Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta chỉ bất quá cảm thấy các ngươi Thiên Hương Các không cần phải tồn tại. Diệp Thần ở trên đường tới sinh lòng một kế, hắn thế tất yếu cầm chuyện này làm lớn chuyện. Thiên Hương Các bên trong mấy ngàn người, quanh mình mấy chục ngàn võ giả, cứ như vậy ngưng mắt nhìn giữa không trung hai người. Một cái kiên trì muốn tới cửa nói xin lỗi. Một cái thái độ không đoán được. Cho tới Thiên Hương Các thứ tầng 8 tầng 9 bên trong, không thiếu thanh niên tuấn tài, con nhà giàu đều có chút kinh ngạc. Chính giữa, Bách Lý gia tộc cửu công tử Bách Lý Vũ Nguyệt, bưng lên ly rượu, một mặt kinh ngạc, nói, chú Hồng à, cái này hai người thú vị à, không ra đánh, ngược lại là trò chuyện. Công tử, chúng ta trước hay là rời đi đi, vị kia kêu chú Hồng ông già, xem ra cũng là Bách Lý Vũ Nguyệt người làm, cùng đãi thúc tu vi kém không nhiều. Bách Lý Vũ Nguyệt lắc đầu một cái, một bộ đẹp đẽ hậu sinh hình dáng, tuy là người đàn ông, nhưng dẫn được không thiếu cô nương khen ngợi hắn da trắng xinh đẹp. Hắn than thở một tiếng, không có nóng nảy hay không? Chúng ta thật vất vả ra tới một lần à, cha cũng không để cho ta thường xuyên đến nơi phong nguyệt à. Ngày hôm nay à, bổn công tử cứ việc chơi một chơi, thời gian đến, tự nhiên sẽ đi nhà đấu giá. Lần này, Bách Lý gia tộc phái một vị hợp đạo cảnh trưởng lão, cộng thêm lần trước vị công tử. Chính là trước mắt vị này Bách Lý Vũ Nguyệt công tử, thần vương cảnh đỉnh cấp tu vi, cũng không coi là yếu đi, chỉ là sở thích lưu luyến tại nơi phong nguyệt, thậm chí lần này Hung Ma Cung, Lệnh Hồ gia tộc và Bắc Đường gia tộc ba đại thế lực công tử, cũng đều là vui thuốc lá ngon hoa liễu ngõ hẻm chi địa, cùng chung đều ở đây vùng lân cận ngồi đâu. Bách Lý gia tộc, Bách Lý Vũ Nguyệt công tử, 27 tuổi, thần vương cảnh cửu tầng thiên. Bắc Đường gia tộc, Bắc Đường Thiên Minh công tử, 29 tuổi, thần vương cảnh cửu tầng thiên. Lệnh Hồ gia tộc, Lệnh Hồ Tinh Viêm công tử, 30 tuổi, thần vương cảnh bát tầng thiên. Hung Ma Cung, U Minh Thập Cửu Điện Hạ, 27 tuổi, thần vương cảnh thất tầng thiên. Lần này cử hành đấu giá đại hội 6 thế lực lớn, cơ hồ 4 đại thế lực dẫn đội công tử, cũng ngồi ở nơi này, thưởng thức các cô gái khải đàn nhạc khúc, trạng vạng tối còn sẽ chọn lựa cô nương âm nguyên tu luyện, cho nên trực tiếp nhìn thấy mang mặt nạ Diệp Thần. Tứ đại công tử, nhìn Diệp Thần lối ăn mặc, cũng mặt coi thường. Bọn họ nói chuyện phiếm uống rượu, chút nào chưa thấy được Diệp Thần sẽ như thế nào. Nhưng mà, giữa không trung Lục Triển Nguyên nụ cười dần dần biến mất, thanh âm lạnh như băng nói, ý ngươi là, ngươi nhất định phải đối với Thiên Hương Các ra tay. Càn rỡ, ngươi có biết Thiên Hương Các đứng sau lưng dạng gì tồn tại? Đừng nói là ngươi, liền liền sau lưng ngươi người cũng không dám trêu chọc. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, đừng lãng phí thời gian, lần này tới, cũng chỉ có ta một người. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần trực tiếp quay đầu xông về Thiên Hương Các nội bộ, trong tay Chu Thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, máu tươi tung tóe tầng thứ nhất. Bây giờ, Diệp Thần duy nhất mục tiêu, đó chính là chạy tới tầng thứ 6. Nơi đó, là Thiên Hương Các để dành bảo vật địa phương, nhất định sẽ có nhiều tiên khí và tiên thạch, thậm chí có không thiếu tiên khí vật liệu. Đối với lần này buổi đấu giá cực kỳ trọng yếu. Giết! Tất cả hộ vệ hộ tống quý khách đi ra ngoài. Ba đại hộ vệ, bảy đại hộ pháp, giết cho ta liền tiểu xúc sinh này. Lục Triển Nguyên cường thế hạ lệnh, kêu ba vị hỗn nguyên cảnh trung học cơ sở kỳ hộ vệ, bảy vị hỗn nguyên cảnh trung kỳ hộ pháp, trực tiếp vây giết Diệp Thần. Hắn trôi lơ lửng giữa không trung chấn giữ toàn trường, ánh mắt quét qua 1-2-3 tầng từng cái bỏ trốn ra công tử cô nương, thần giác buộc vòng quanh nụ cười, nói, ngươi có thể vượt cấp, ngươi có thể đánh bại hỗn nguyên cảnh nhị tầng thiên, vậy tới hơn có thể đánh bại hỗn nguyên cảnh tam tầng thiên. Bây giờ, 10 hỗn nguyên cảnh, giết ngươi. Vậy là đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, ba đại hộ vệ đồng thời ra tay, cũng không cần hỗn nguyên tiên khí, mà là trong tay ngưng tụ ra không gian chi nhận, trực tiếp đánh tới Diệp Thần trên mình. Ở bọn họ xem ra, hết thảy binh khí, cũng không có không gian phép tắc trọng yếu. Không gian phép tắc lực công kích vẫn còn ở hỗn nguyên tiên khí trên. Rào 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 rào,
phốc phốc. Không gian chi nhận vạch qua, theo tới hai bên hư không không ngừng văng tung tóe, đụng vào Diệp Thần trên mình lúc, bỗng nhiên gian làm hắn lưu lại đạo đạo sâu thấy tới xương vết máu. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, chợt chém chết liền những thứ này không gian chi nhận, gần người cùng ba đại hộ vệ chém giết. Không nghĩ tới, mình hư thể kỳ cấp 6 thân xác, lại còn sẽ bị không gian quy luật tạo thành không gian chi nhận gây thương tích, xem ra mình không có tu luyện ra không gian quy luật, muốn trực tiếp ngăn cản không gian quy luật lực, vẫn là rất khó khăn à. Bình bịch bịch, đạo đạo tiếng vỡ vụn truyền ra. Bốn đạo thân ảnh dây dưa chung một chỗ, từ thiên hương các tầng thứ nhất, trực tiếp đánh tới trong tầng thứ hai, vô số bàn ghế băng ghế cũng đang chiến đấu bể tan tành. Ba đại hộ pháp cơ hồ đè Diệp Thần chém giết, dù là lấy tổn thương đổi tổn thương, Diệp Thần thương thế cũng so bọn họ nghiêm trọng được nhiều. Vậy liền có chuyện như vậy à? Còn lấy là rất mạnh đâu. Không thiếu võ giả cũng đối với Diệp Thần mất mát, còn lấy là tới cái tuyệt đại thiên kiêu, không nghĩ tới để cho ba tên hộ vệ đánh cho thành bộ dáng này. Không bối cảnh, không người giúp, dám đến trêu chọc thiên hương các. Tự tìm cái chết cũng tìm được không bên không tế. Thật là ngu si một cái. Cái này, ta thật giống như kia gặp qua. Tựa hồ là ban ngày người kia. Tầng thứ bảy Tu Hổ Lam công tử một mặt kinh ngạc, xem xuống phía dưới đang tác chiến Diệp Thần, chợt cười nói, ban ngày, ta còn lấy là hắn là nhân vật lợi hại gì, không nghĩ tới chính là như thế cái mặt hàng. Cái này hèn hạ đồ. Như vậy liều lĩnh, là làm sao sống được à? Trưởng lão, chúng ta muốn không muốn cho thằng nhóc kia nhất kích. Vậy coi là giao hảo thiên hương các. Không cần, đao sẹo bảo vệ vệ trưởng lão lắc đầu một cái, ánh mắt thanh tuyệt, nói cái thằng nhóc này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta ra tay, giống như là đoạt người khác chiến quả. Thần vương cảnh tam tầng thiên. Đánh vào có hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh trấn giữ thiên hương các. Thậm chí bên trong thành còn có hàng loạt hợp đạo cảnh võ giả, hơn nữa vẫn là độc cô gia tộc mở thiên hương các. Thằng nhóc này chính là tự tìm cái chết. Tiểu nhị, tới tới, cho bổn công tử lên chút rượu thức ăn, bổn công tử muốn vừa ăn uống, vừa nhìn thằng nhãi con này là chết như thế nào. Tu Hổ Lam công tử vẫy tay kêu, hắn thân ở tầng thứ 8, thiên hương các mỗi một tầng đều có trận pháp duy trì, dù là bên dưới hai tầng đánh bể, chỉ cần toàn thể trận pháp không bạo, vậy tầng thứ cao hơn người đều là một chút cảm giác cũng không có. Trong tầng thứ 9, U Minh thập cửu điện hạ, Bách Lý Vũ Nguyệt, Lệnh Hồ Tinh Viêm, Bắc Đường Thiên Minh cùng bốn vị công tử, nhìn một cái Tu Hổ Lam công tử, chợt cảm thấy đối phương đề nghị không tệ, cũng gọi tới rượu và thức ăn, chuẩn bị thưởng thức cái này bất ngờ hoạt động. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần hành động này, gọi chi là trứng gà đụng thạch đầu, hết sức thích hợp. Rất nhanh, tầng thứ 8 bọn tiểu nhị bắt đầu nhanh lên, bắt đầu cho tất cả lớn các công tử ca mang rượu lên thức ăn. Trong tầng thứ hai, hơn ngàn thước vuông phòng triển lãm bên trong bốn người đánh được vô cùng kịch liệt, bảy đại hộ pháp chính là chấn giữ bốn phía, để ngừa Diệp Thần chạy mất. Phịch, giết, làm thịt cái này hèn mọn tiểu tạp trùng. Ba đại hỗn nguyên hộ vệ, liên thủ nhất kích dưới, trực tiếp đem Diệp Thần đánh lui, một tay không gian quy luật, vận dụng giống như đúc. Giữa không trung, Diệp Thần lộn thân thể, thần giác lại có thể buộc vòng quanh một nụ cười, nói. Vừa vặn cầm các ngươi thí nghiệm kiếm quyết mới, công pháp. Lợi dụng hợp đạo thần khí phá cảnh. Hiển nhiên Diệp Thần không có tiêu hóa hợp đạo thần khí phần lớn lực lượng. Giờ phút này, lợi dụng hỗn nguyên cảnh võ giả thành tựu đá mài đao, là tốt nhất lựa chọn. Lớn gan ngông là, còn muốn cầm chúng ta làm đá mài đao, tự tìm cái chết. Chính giữa vị kia hỗn nguyên cảnh tam tầng thiên hộ vệ, vượt không ra, thân hình lóe lên. Nhanh chóng hóa thành 8 cái bóng người, từ mỗi cái phương vị hướng về phía Diệp Thần từng giết tới. Thoáng qua gian, đã cùng Diệp Thần giao thủ hơn ngàn chiêu. Diệp Thần máu tươi đầm đìa. Hắn cũng không tốt hơn. Thấy vậy, bên cạnh hai vị hộ pháp cùng nhau đánh giết lên, lợi dụng không gian quy luật tấn công, hiệu quả nhanh nhất, uy lực lớn nhất. Bình bịch bịch, vô số tiếng nổ và tiếng va chạm truyền tới. Bốn người giao đấu hơn 10 phút, bên trên Lục Triển Nguyên có chút khinh thường, nói, giết một cái thần vương cảnh tiểu tử, đều phải dùng thời gian dài như vậy à. Ba đại hộ vệ, trực tiếp bùng nổ không gian quy luật, giết hắn, ta cho các ngươi bổ sung không gian quy luật,
Đa tạ. Được. Đại nhân. Ba vị hộ pháp ánh mắt sắc bén đứng lên. Chính giữa một người quả đấm bao quanh không gian quy luật, trực tiếp một quyền hướng Diệp Thần đập tới. Hiển nhiên là chuẩn bị tru diệt Diệp Thần. Muốn giết ta? Thật lấy là, ta không địch lại các ngươi. Bây giờ, cũng kém không nhiều. Diệp Thần nhưng là đột nhiên khóe miệng phác họa lau một cái tàn khốc nụ cười, bước ra một bước, nói, rèn luyện kém không nhiều, thần vương cảnh tứ tầng thiên, phá. Oanh! Theo một hồi tiếng giống giận tràn ngập bốn phương. Năm cái thần vương đạo hiển hóa ra, các loại uy thế cường đại gấp mấy lần có thừa. Diệp Thần giống như tân sinh vậy, quanh mình quanh quẩn vô số tiên khí và ma khí, giống như thượng cổ thần ma vậy, xoay người một kiếm xuyên thủng một cái hỗn nguyên cảnh nhị tầng thiên hộ vệ, phun ra một ngụm máu tươi hóa thành một đạo huyết kiếm, xuyên thủng ngoài ra một vị hỗn nguyên hộ pháp đầu lâu. Bót sát! Bót sát! Hai đạo tiếng nổ truyền tới. Hai vị hỗn nguyên hộ pháp đầu lâu nổ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Thần đánh chết. Diệp Thần quay lại nhìn về phía mới vừa rồi cái đó đem ngực mình đánh được sụp đổ hỗn nguyên hộ vệ, cười nói, mới vừa đánh rất thoải mái đúng không? Bây giờ, đổi ta. Nếu không phải mới vừa rồi cần các ngươi lực lượng, chui luyện thịt của ta thân và thần vương đạo. Các ngươi há có thể làm bị thương ta? Rào 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 rào. Trên nắm tay truyền ra đạo đạo tiếng xé gió, vị kia hỗn nguyên hộ vệ kinh hoàng thất thố, xoay người liền muốn trốn. Ai có thể nghĩ tới một cái thần vương cảnh có như thế kinh khủng chiến lực à? Liền nói là hỗn nguyên cảnh cũng không quá đáng à? Ngay sau đó, Diệp Thần quả đấm đánh vào liền ngực hắn, trực tiếp động thủng ngực, theo máu tươi tung tóe, Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, vô cùng mạnh mẽ thân xác lực lượng trực tiếp chấn bạo liền vị này hỗn nguyên cảnh tam tầng thiên hộ vệ. Vào giờ phút này, vòng ngoài đã có không thiếu dân gian võ giả hoảng sợ. Vậy phải chết tiểu tử lại dùng hỗn nguyên cảnh cường giả phá cảnh. Mấu chốt lại còn có thể trong nháy mắt giết hỗn nguyên cảnh. Đùa gì thế? Diệp Thần cả người quanh quẩn huyết quang, người mặc một bộ áo giáp, cầm trong tay Chu Thần kiếm, tà mị mà cuồng vọng ánh mắt rơi vào bảy đại hộ pháp trên mình, chậm rãi khua kiếm chỉ bọn họ, nói, tới đi, ta còn cần một hồi rèn luyện. Ta đang mong đợi, tiến vào thần vương cảnh ngũ tầng thiên. Như vậy, ta giết các ngươi, như đồ sát gà vịt. Hạng người vô năng, Lục Triển Nguyên sắc mặt thanh tuyệt, phất tay nói, đi, giết hắn. 3 phút bên trong, không giết được hắn, ta giết các ngươi. Tuân lệnh, đại nhân. Hỗn nguyên cảnh thất tầng thiên đại hộ pháp, giơ tay lên ôm quyền, chợt ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, hoạt động gân cốt. Nói, ngươi thật là tự tìm cái chết à, lấy là phá cảnh, là có thể chiến thắng chúng ta. Ta không biết ngươi rốt cuộc ăn cái gì tiên đan, lực lượng có ưu tích. Muốn mượn tay của chúng ta, chui luyện thân xác và thần vương nói, ngươi không đủ phong độ. Tiếng nói vừa dứt, đại hộ pháp thân hình chớp mắt, đi thẳng tới Diệp Thần sau lưng, một trường sử dụng, vô số ánh sáng băng hiện, giống như búa tạ đánh gỗ vậy, đem Diệp Thần đánh lui ra mấy chục mét. Đối diện, nhị hộ pháp, tam hộ pháp, tứ hộ pháp sau đó hành động. Mỗi người giơ lên hỗn nguyên tiên khí, tạo thành một cái đao trận, trực tiếp đụng ở Diệp Thần trên mình. Khảng keng, khảng keng, từng trận kim loại tiếng va chạm truyền ra. Cũng may Diệp Thần thân xác cực mạnh, nếu không đã phun máu không dứt. Có ý tứ, các ngươi 7 cái cùng đi ta cũng không sợ. Vừa vặn, hôm nay phá cảnh, lại giết Lục Triển Nguyên. Ta thành tựu thần vương cảnh lục tầng thiên. Diệp Thần bác như vậy cười to, không sợ chút nào 7 người. Hèn mọn đồ, còn dám cuồng ngông. Vây lại hắn. Hắn dám can đảm chạy ra khỏi vòng vây, trực tiếp dùng không gian quy luật, toàn lực vây giết. Đại hộ pháp điều động 6 vị hộ pháp hành động, hắn tự mình cùng Diệp Thần gần người tác chiến, mình vòng ngoài là 2 tầng vòng vây, rơi vào trận pháp như thế bên trong. Chính là hỗn nguyên cảnh bát tầng thiên võ giả, cũng sẽ chết. Huống chi, một cái chính là Diệp Thần. Không cần 3 phút, 1 phút bên trong, liền đem Diệp Thần sống đánh chết. Giết, kim quang đao, bạch nguyệt kiếm, càn khôn quyền, hổ báo trưởng. Đại hộ pháp từng cái võ chiêu thức cũng đánh ra, mấy 10 lần đánh được Diệp Thần suýt nữa máu thịt tan vỡ,
có thể mỗi lần tan vỡ sau Diệp Thần trong cơ thể không luyện hóa hợp đạo thần khí lực lượng cũng sẽ phun trào ra, trợ giúp Diệp Thần khép lại thân xác. Hắn điều động thần vương đạo đánh Diệp Thần thần vương đạo. Có thể một khắc sau, hợp đạo thần khí lực lượng liền đem Diệp Thần thần vương đạo tu phục, ngược lại uy năng so với trước đó mạnh hơn. Đáng chết! Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc ăn cái gì à? Trong cơ thể lực lượng như thế nhiều à, khốn kiếp! Đại hộ pháp càng đánh càng cấp, chuyện gì xảy ra à? Mỗi lần cũng sắp đem Diệp Thần đánh được gần chết, thậm chí nhiều lần đánh gần chết, đối phương một khắc sau liền sinh long hoạt hổ. Trong cơ thể hắn lực lượng rốt cuộc có nhiều ít à? Hắn rốt cuộc ăn cái gì thần đan? Lại có thể như vậy phí của trời? Ta nói là sát đạo. Đánh không chết ta, chỉ sẽ để cho ta mạnh hơn. Các ngươi chẳng qua là ta đá lót đường mà thôi. Diệp Thần cố nhiên bị thương, như cũ cuồng ngông cười to. Người khác thần vương đạo muốn khổ khổ tu luyện, thân xác phải từ từ chui luyện. Hắn không cần. Hắn vượt qua tiên phàm chi cách thời điểm, dùng là hỗn nguyên tiên khí. Hắn đại đạo diễn hóa là thần vương đạo thời điểm, dùng là hợp đạo thần khí. Hắn có chính là lực lượng ứ tích, chỉ cần ứ tích lực lượng thả ra ngoài luyện hóa, hắn là có thể càng mạnh. Bình bịch bịch, bịch bịch, đại hộ pháp càng đánh càng khí. Luân hồi mộ địa bên trong, hơn vị đại năng nhìn một màn này, chưa đủ đau lòng. Nguyệt Quang Phật thở dài nói, trụ trì, đây là cần gì chứ? Những lực lượng kia, có thể từ từ luyện hóa à? Bị cái này đắng đau, đổi thành những người khác, đã sớm hỏng mất đi. Thân xác bị hoàn toàn đánh tan 7 lần. Thần vương đạo suýt nữa bị đánh vỡ nhiều lần, liền là tăng lên lực lượng, trụ trì vậy quá điên cuồng chứ? Ngươi không hiểu. Thằng nhóc này trên người áp lực, rất lớn. Chu Diệt Thần Quân than thở một tiếng. Nói, hắn có thể dùng chúng ta lực lượng, chúng ta ra tay, chốc lát bây giờ liền có thể giết những thứ này hộ pháp, nhưng là hắn không có. Thằng nhóc này, muốn là thực lực tăng lên, chân chính cảnh giới và chiến lực tăng lên, mà không phải là dựa vào chúng ta đi lấn áp, chém chết kẻ địch. Thống khổ cùng thu hoạch sóng vai, thằng nhóc này, chính là bởi vì có phần này nghị lực, mới có thể đi đến bây giờ bước này, mới có thể ở cái tuổi này. Xưng bá hai đại vực giới, lại là ở linh võ đại lục bên trong, sáng chế ra lớn như vậy truyền kỳ. Diệp Thần. Thiên phú rất mạnh, nội tình càng hơn. Từ xưa đến nay, nội tình mạnh nhất, chắc là Diệp Thần liền đi. Đổi thành những người khác, chỉ cần hơi chết lặng một ít, không để ý tới sẽ bất kỳ sự việc. Từ từ tu luyện, không cần vạn năm liền có thể thành tựu thái hư cảnh, trở thành vạn cổ tới nay mạnh nhất thánh nhân, thánh vương. Nhưng là Diệp Thần không có. Vì sao? Hắn nói, chính là từng bước một tới. Hắn nói, áp đảo máu tươi trên. Lời này vừa nói ra, ba đại thần Phật và băng kiếm tiên tôn cũng trầm mặc, nhưng là tùy thời cũng chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên lúc này, Tiêu Diêu thần quân thi triển công pháp xong, truyền âm cho Diệp Thần nói, Đồ Nhi, đã điều tra rõ ràng, thiên hương các trong bảo khố, có hợp đạo thần khí 7 kiện, hỗn nguyên tiên khí hơn 100 kiện. Những thứ này cố nhiên giá trị văn hoa, nhưng tuyệt đối không thể để cho luân hồi mộ địa phát ra âm thanh. Cũng không có tư cách. Ta dùng thần niệm lực còn nhận ra được bên trong có một cái bị phong ấn thần bí hộp gấm, mặc dù bị một cổ cường đại lực lượng phong ấn, nhưng là bên trong hơi thở và luân hồi mộ địa có chút tương tự. Sợ rằng luân hồi mộ địa muốn ngươi lấy chính là vật này. Tìm được nó, ngươi thì có thể chạm được luân hồi mộ địa bí mật. Diệp Thần nghe được Tiêu Diêu thần quân nói tiếng nói, con người đông lại một cái, trong lòng đã quyết định. Kia sợ đắc tội liền toàn bộ thiên hương các, vậy phải lấy được cái đó thần bí hộp gấm. Cái này thần bí hộp gấm, có thể đối với thiên hương các mà nói, căn bản không trọng yếu. Nhưng là đối với hắn Diệp Thần mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ra ra ngàn năm chi cục, huyết mạch của mình bí mật, thậm chí còn thần bí kia lão đầu nói nguy cơ. Tất nhiên có liên quan. Hắn đến nay vậy không nghĩ ra, luân hồi mộ địa tại sao lựa chọn hắn. Thì tại sao hết lần này tới lần khác đáp xuống thượng cổ Côn Lôn hư Diệp gia. Gia gia không tiếc bất cứ giá nào, dù là buông tha trước gia chủ, tham sống sợ chết, lấy còn dư lại số mạng bố trí một cái thuộc về hắn Diệp thần cục. Quá nhiều nghi ngờ. Diệp thần trong lòng mơ hồ có loại trực giác.
Muốn giải khai hết thảy, chỉ có đạt được vậy thiên hương các thần bí hộp gấm. Diệp Thần trong mắt lạnh như băng nhìn mọi người, hắn rất rõ ràng, thiên hương các đám người này cướp bóc thiếu nữ, chỉ sợ cũng không phải cái thứ gì tốt. Đã như vậy, hôm nay liền hoàn toàn xóa sạch cái này thiên hương các. Giết! Toàn bộ ra tay, duy nhất oanh. Đại hộ pháp còn chưa có nói xong, trước mắt liền hiện ra từng cổ một thần quang, một đạo đột phá hơi thở truyền tới, hắn không nhịn được đôi mắt sắp nứt, hô, đáng chết, tiểu súc sinh này rốt cuộc lại đột phá. Hắn liền là muốn mượn chúng ta đột phá. Hắn nghe qua võ giả đang chiến đấu đột phá, nhưng là chưa từng nghe qua võ giả đang bị vây công bên trong đột phá à. Bởi vì đột phá phải cân nhắc rất nhiều nhân tố. Thằng nhóc kia dưới tình huống này, làm sao có thể còn có tinh lực hội tụ tại đột phá trên. Ha ha ha, thần vương cảnh ngũ tầng thiên phá, luyện thể hư thể kỳ cấp 7, phá. Theo Diệp Thần hai đạo chợt quát tiếng, đếm cổ cường đại lực lượng ra chỉ tới, vung cánh tay hô lên, trực tiếp đẩy lui thất hộ pháp và lục hộ pháp, quay lại lấy ra diệt hồn ma thần thương, thân súng hiện ra vô số mất đi lực, theo thương cương đĩa bay ra. Phốc, không, hai vị hỗn nguyên cảnh nhị tầng thiên hộ pháp, còn chưa kịp phản ứng. Liền bị thương cương đánh trúng. Thân xác không có tan vỡ, ngược lại tuổi thọ lấy tốc độ cực nhanh biến mất. 70.000 năm tuổi thọ. Thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó, hai vị hộ pháp trực tiếp hóa thành hai cổ xương trắng rơi xuống đất. Đây cũng là Diệp Thần mất đi thần vương đạo chỗ kinh khủng. Giết! Hắn sẽ mất đi quy luật, giết, lại không giết hắn, chúng ta đều phải thành xương trắng. Theo đại hộ pháp tiếng giống giận, Diệp Thần múa diệt hồn ma thần thương, mạnh mẽ khí tức hủy diệt, đẩy lui hắn và nhị hộ pháp. Một khắc sau, đại hộ pháp lần nữa chạy tới, nhìn chăm chăm vừa thấy lúc, ngũ hộ pháp và tứ hộ pháp, đã hóa thành hai cổ xương trắng. Lại chết hai cái huynh đệ. Tên này rốt cuộc lai lịch ra sao? Phải giết. Lục Triển Nguyên, muốn giết ta. Thủ hạ ngươi còn chưa đủ cách. Diệp Thần né tránh mở đại hộ pháp công kích, sau đó một trưởng vỗ ở đại hộ pháp trên mình. Hô hô hô, hô hô, từng cổ một mất đi lực phun trào ra, trực tiếp bọc lại đại hộ pháp, giống như mạng nhện vậy, đảm nhiệm đại hộ pháp như thế nào tránh thoát, dù là toát ra không gian quy luật lực, cũng không có tránh ra khỏi đi. Không tới hai cái hô hấp bây giờ. Hỗn nguyên thất tầng thiên đại hộ pháp, cũng đã hóa thành một cổ xương trắng. Ngay sau đó, hai cổ xương trắng rơi xuống đi xuống, là nhị hộ pháp và tam hộ pháp, luận chiến lực, Diệp Thần cố nhiên không địch lại hỗn nguyên cảnh trung hậu kỳ ba vị hộ pháp, nhưng là mất đi lực có thể à, chỉ cần ngươi có thọ nguyên, vậy liền có thể mất đi. Bót sát, theo Diệp Thần đánh nát bảy cổ xương trắng. Quanh mình mấy chục ngàn võ giả lòng cũng lục bục một chút, bảy vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp à. Thoáng qua gian bảy người toàn diệt, thọ nguyên hao hết mà chết. Thanh niên này. Thật là ác độc độc. Lại vẫn nắm trong tay mất đi lực. Mặc dù không tới mất đi phép tắc trình độ, nhưng là tuyệt đối không yếu, đối phó tạo hóa cảnh dưới võ giả, uy lực thậm chí so hủy diệt quy luật mạnh hơn. Tạo hóa cảnh dưới võ giả. Tuổi thọ và sức sống là vương đạo. Cái này là sinh mệnh căn nguyên. Mất đi lực ngay lập tức gian, có thể biến mất người mấy vạn năm tuổi thọ, bọn họ những người này tuổi thọ có thể đỡ nổi nhiều ít. Không có trải qua thời không chi binh tẩy rửa, sinh mạng căn nguyên không có bị sửa đổi, không có tiếp nhận nhiều sinh mạng lực, liền sẽ rất sắp chết ở mất đi lực bên trong, phản kháng cũng không thể. Hỗn nguyên cảnh thất tầng thiên đại hộ pháp. Thân xác không bằng Diệp Thần, nhưng là đơn đả độc đấu, Diệp Thần không dùng tới lá bài tẩy, chỉ dựa vào thân xác và thần vương nói, linh lực, không cần 10 phút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là dùng mất đi lực. Vị này đại hộ pháp không tới hai cái hô hấp liền bỏ mình. Vốn cho là, bọn họ 10, liền có thể giết ngươi. Không nghĩ tới, vẫn là thất bại trong gang tấc à. Bất quá, Lục Triển Nguyên chậm rãi bay vào tầng thứ 2, lấy hỗn nguyên cảnh cửu tầng thiên tu vi, không gian quy luật đại viên mãn, ngay lập tức gian liền có thể vặn cổ không gian quy luật không có đại viên mãn bất kỳ võ giả, bao gồm hỗn nguyên cảnh bát tầng thiên. Không gian quy luật đại viên mãn. Lãnh hội một tia thời gian pháp tắc, ý nghĩa nửa bước thần quân. Này cùng tu vi, đổi ở những địa phương khác, đã có thể làm bá chủ,
chí ít nắm trong tay 10 tòa thành lớn, mấy trăm triệu sinh linh tánh mạng, vẫn là có thể. Thỏa đáng. Lục Triển Nguyên tự mình động thủ, tên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. U Minh Thập Cửu Điện hạ dài hô một hơi, buông xuống ly rượu, ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ rất nhiều võ giả, không ở cười nói, giết một cái thần vương cảnh hèn mọn đồ, lại có thể đều tới hai vị hợp đạo thần quân. Thú vị, thật thú vị. Độc Cô gia tộc những năm này, không quá được à? Có lẽ vậy, Bắc Đường Thiên Minh giơ lên ly rượu, thưởng thức chốc lát liền nói, hai vị hợp đạo thần quân tới đây cha xem, cũng là bình thường. Bất quá, cái này thiên hương các chuẩn bị như thế nhiều bảo vật, đưa cho chúng ta, liền vì đấu giá đại hội có thể hơn nữa hưng thịnh một ít. Thời khắc mấu chốt, nếu như Lục Triển Nguyên không được, chúng ta ra tay, cũng không sao. Bên trên lệnh Hồ Tinh Viêm nhưng là lắc đầu một cái, một vừa ngắt nhéo bên người ngồi tươi ngon mọng nước mặt của cô gái gò má, một vừa cười nói, chúng ta còn chưa tất, cùng thằng nhóc kia chết, người ta cũng nên tiến vào gian phòng hưởng thụ vui mừng tốt chi hứng thú, bổn công tử đều có chút không kịp đợi. Phía trên các công tử đang nói chuyện. Phía dưới, Diệp Thần và Lục Triển Nguyên nhưng là đánh được hết sức kịch liệt, từ tầng thứ hai, trực tiếp đánh tới tầng thứ tư. Diệp Thần lấy ra Chu Thần Kiếm, Diệt Hồn Ma Thần Thương, thậm chí một chuôi cửu phẩm Hỗn Nguyên Tiên Khí Trường Đao, không ngừng kềm chế Lục Triển Nguyên không gian quy luật, cũng may thân xác có thể so với hợp đạo cảnh nhất tầng thiên, lại chui luyện nhiều lần, nếu không liền trực tiếp bị cắt bể. Bịch bịch, ầm, hai người đánh được vô cùng kịch liệt. Diệp Thần hướng Nguyệt Quang Phật muốn một ít lực lượng, trực tiếp và Lục Triển Nguyên đánh tới tầng thứ 6 lên. Thậm chí từng bước một hướng thiên hương các bảo khố lướt đi. Lục Triển Nguyên lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, thần sắc biến đổi, người muốn làm gì? Hắn thấy được Diệp Thần ở đánh bảo khố, lúc này mới chợt hiểu, sợ hãi nói, bảo khố. Ngươi dám đánh bảo khố chú ý. Xem ra ngươi ngay từ đầu mục đích chính là bảo khố. Tiểu súc sinh, ngươi coi là thật tự tìm cái chết. Rào rào. Diệp Thần một đao chẻ tới, đang đem Lục Triển Nguyên vũ khí bổ ra. Ngay tại Diệp Thần sắp đánh nát bảo khố lúc, chợt bên cạnh bay tới một chuôi hợp đạo thần khí. Ý định giết người ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần. Hắn nhanh chóng huy động Diệt Hồn Ma Thần Thương ngăn trở, nhưng phát hiện chuôi này hợp đạo thần khí trường kiếm uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Giống như một tòa núi to hung hăng đè xuống. Diệp Thần cả người bạo lui mấy chục mét. Rơi xuống ở vách tường bên cạnh, Lục Triển Nguyên biết đây là cơ hội, lần nữa lướt đi. Giờ khắc này, Diệp Thần lại lâm vào vùng vẫy bên trong. Gay gâu, tiểu súc sinh này mệnh thật đúng là cứng rắn, lại có thể không có chết. Tầng thứ bảy ở giữa Tu Hổ Lam và Đao Sẹo trưởng lão một mặt than thở, vội vàng điều khiển hợp đạo thần khí trở về. Diệp Thần một bên ngăn cản Lục Triển Nguyên lực lượng, vừa hướng trước tầng thứ bảy nhìn lại. Khi thấy người xuất thủ, sắc mặt hắn ngay tức thì tối. Thật là oan gia hẹp lộ. Đã như vậy, cái này cái gọi là Tu Hổ Lam vậy không cần phải để cho hắn còn sống. Thời khắc này Tu Hổ Lam căn bản không nghĩ tới nguy cơ tử vong đang dần dần bao phủ tới. Xa xa, chúng ta còn nghĩ giúp Lục Triển Nguyên một cái. Không nghĩ tới, lại có thể không có giết chết, kỳ quái. Tu Hổ Lam không thèm để ý chút nào. Đang chuẩn bị đi về, lại bị một đạo kiếm khí đả thương cánh tay. Nếu như không phải là hắn nhận ra được nguy cơ, nghiêng người liền mấy phần, kiếm khí này tất nhiên xuyên thấu tim hắn. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang động thủ Diệp Thần, thầm mắng một câu. Chợt liền bị Đao Sẹo trưởng lão hộ tống trở lại tầng thứ bảy. Tầng thứ sáu bên trong, Diệp Thần nhìn mình kiếm khí không có giết đến Tu Hổ Lam, không khỏi được giận dữ nói, hổ đao các. Người dám tập sát ta, đợi hồi liền diệt các ngươi. Ngươi tới à? Ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có tư cách còn sống rời đi. Thật là buồn cười. Tu Hổ Lam hùng hùng hổ hổ trở về, hắn phát hiện mình không có động thủ cơ hội chỉ có thể tạm thời lui đến thiên hương các gia. Diệp Thần nhìn một cái Lục Triển Nguyên, biết rõ hai người cảnh giới vẫn là chênh lệch quá xa, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói bắt được hộp gấm kia. Mình có thể hay không chống nổi đều là vấn đề, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp truyền âm nói, ba vị thần Phật, cho ta một số lực lượng. Được. Luân hồi mộ địa ngay tức thì vang lên ba đạo thanh âm già dặn có lực. Tiếng nói vừa dứt,
ba cổ lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Diệp Thần hơi thở ngay lập tức gian tăng lên 10 lần có thừa. Quanh thân vậy quanh quẩn một đạo nhàn nhạt Phật quang. Thành tựu nhất đến gần Diệp Thần tồn tại, Lục Triển Nguyên tự nhiên cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Hắn trong lòng lộp bộp một chút. Khu vực này, lúc nào cũng như này thiên tài. Cưỡng ép tăng lên tu vi. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này giống như bị tử thần để mắt tới vậy. Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, Diệp Thần một kiếm sử dụng. Kiếm ý ngút trời, Phật quang tựa như che phủ cả thế giới. Đây là một loại từ bi lực lượng, lại hình như là một tôn giết Phật. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Phốc suy. Giữa không trung. Kiếm ý vạch qua. Lục Triển Nguyên đột nhiên phát giác cái gì, hắn cúi đầu xuống, dần dần, từ đầu đến chân xuất hiện một đạo vết kiếm, sau đó một cổ đau đớn kịch liệt sau đó chuyển tới, hắn ngắm nhìn chung quanh Độc Cô gia tộc hợp đạo thần quân, liền hướng một vị hợp đạo thần quân chạy tới. Trưởng lão cứu ta. Giờ khắc này, hắn triệt để ý thức được tình huống không đúng. Chỉ có tìm Độc Cô gia tộc trưởng lão che chở. Diệp Thần nhận ra được chung quanh nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Nếu giải quyết Lục Triển Nguyên, liền hướng Thiên Hương Các bảo khố đi. Một bước vào bảo khố, hắn ngay tức thì cảm thấy một cổ quỷ dị cấm chế truyền tới. Một giây kế tiếp, hắn cảm giác được sát cơ lạnh như băng. Đây là hắn nhiều năm bên bờ sinh tử giác quan thứ 6. Hắn chợt lui về phía sau một bước. Mà hắn mới vừa rồi đứng địa phương, lại rơi xuống 5 nhánh mũi tên. Mấu chốt cái này 5 nhánh mũi tên đều đang là hợp đạo thần khí. Nếu như không phải là hắn tránh ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Diệp Thần mới ý thức tới Thiên Hương Các xa không có đơn giản như vậy. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, gặp lại cũng không có nguy hiểm, mới thận trọng bước vào bảo khố bên trong. Khi thấy trước mắt kim quang lòe lòe hết thảy, hắn không do dự nữa, trực tiếp thu vào luân hồi mộ địa bên trong. Duy chỉ có như nhau không có động tĩnh. Đó chính là luân hồi mộ địa thanh âm nói hộp gấm. Diệp Thần từng bước hướng hộp gấm đi tới. Hộp gấm chung quanh quấn vòng quanh từng đạo phù văn, trong phù văn phun trào ra tựa như cửu u chỗ sâu lực lượng. Diệp Thần khẳng định, cái này phong ấn lực lượng tuyệt đối khủng bố. Diệp Thần từ từ đưa tay ra, hắn khẩn trương đến trình độ cao nhất, khi tay chỉ chạm được phong ấn hộp gấm thời điểm. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đụng tới. Diệp Thần thân thể thụt lùi 10 bước, một hớp đỏ bừng máu tươi lại là khạc ra. Chật vật đến mức tận cùng. Xem ra hộp gấm này phong ấn ở bài xích ta. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn lướt qua luân hồi mộ địa, nhưng là kinh hãi là phát hiện toàn bộ luân hồi mộ địa tựa như nghênh đón một vòng lại một vòng động đất. Đây là luân hồi mộ địa dị động. Bất kể như thế nào, cái này hộp gấm nhất định phải mang đi. Diệp Thần quyết định, lại thử mấy lần, nhưng là mỗi một lần kết quả đều giống nhau. Vậy cổ lực lượng vô hình đã để cho Diệp Thần trên mình vết thương chồng chất. Làm thế nào? Diệp Thần cảm giác được vòng ngoài khí tức cường giả càng ngày càng gần. Nếu như không đi nữa, có thể thật phiền toái. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, hắn lấy ra túi đá màu đen. Giờ phút này đá màu đen đang lóe lên yếu ớt quang. Đá màu đen, người thành tựu luân hồi mộ địa chịu đựng, người lực lượng cũng có thể chống lại cái này phong ấn đi. Diệp Thần lẩm bẩm một câu, một giây kế tiếp, nắm đá màu đen tay trực tiếp nắm cái hộp gấm kia. Lần này, hộp gấm phong ấn không có lại bài xích Diệp Thần. Có triển vọng. Diệp Thần mừng rỡ, trực tiếp đem phong ấn hộp gấm bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong. Sau đó, chính là hướng bên ngoài phóng tới. Cố nhiên nguy cơ đã hạ xuống, nhưng là lần này, hắn phải mở một đường máu. Giờ phút này, bên ngoài, Độc Cô gia tộc nội môn thứ thập thất trưởng lão tiếp nhận Lục Triển Nguyên, đang muốn rộng rãi trả lời đối phương thương thế, có thể một khắc sau, một đạo tan vỡ tiếng truyền ra. Lục Triển Nguyên nổ, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Làm sao có thể? Vậy thần vương cảnh thanh niên chỉ riêng thi triển một kiếm à? Thập thất trưởng lão diễn cảm giống như gặp quỷ vậy. Nhưng là rất nhanh, hắn kinh ngạc thay đổi là vô số tức giận. Ngay trước Độc Cô gia tộc người giết Lục Triển Nguyên. Cái này nếu như truyền đi,
Độc Cô gia tộc tất nhiên trở thành linh võ đại lục trò cười. Một kiếm chém hỗn nguyên cảnh cửu tầng thiên lục triển nguyên, người thật là to gan. Thập thất trưởng lão đôi mắt lạnh như băng, liên hiệp 10 bát trưởng lão đồng thời vây thiên hương các. Hai vị hợp đạo thần quân, liền giống như thiên thần vậy, trấn thủ thiên hương các khắp nơi, thậm chí xa xa còn có Độc Cô gia tộc hợp đạo trưởng lão chạy tới. Vèo vèo vèo, vèo vèo, trên bầu trời vạch qua đếm đạo lưu quang. Lại có ba vị Độc Cô gia tộc hợp đạo trưởng lão chạy tới, theo thứ tự là thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão và thập cửu trưởng lão. Năm vị hợp đạo cảnh sơ trung kỳ trưởng lão, quyết liền vây lại liền thiên hương các, nhìn chăm chăm vừa thấy tầng thứ sáu lúc, chợt cặp mắt tản mát ra lạnh như băng quyết nhiên hơi thở, nếu như tháng chạp trời đông giá rét vậy, tựa như có thể đông hết thảy nhiệt độ. Thập ngũ trưởng lão đứng lơ lửng trên không, tựa như hạ đạt thánh chỉ vậy, mang mặt nạ tiểu tử. Hợp đạo thần khí, hỗn nguyên tiên khí những thứ này, không phải ngươi nên cầm. Giao ra. Chúng ta có thể cho một mình ngươi toàn thây, dứt khoát. Nếu không, chúng ta định hành hạ ngươi lên vạn năm. Bá đạo, kiên quyết. Giao, cho ngươi toàn thây. Không giao, hành hạ chết ngươi. Đồng thời gian, thập thất trưởng lão sắc mặt hòa hoãn một ít, nhìn về phía thiên hương các thứ tầng 8 tầng 9, nói tất cả vị công tử, lại trước đứng ở một bên, chúng ta giải quyết cái này gan lớn bằng trời hèn mọn hạ cùng tạp trùng. Đợi hồi, lại để cho tất cả vị công tử hồi thiên hương các. Năm vị hợp đạo cảnh trưởng lão. Năm vị thần quân, hơn nữa vẫn còn ở Độc Cô gia tộc trụ sở chính. Dù là thiên vương lão tử tới cũng không được. Cái này cái thanh niên thật là mạnh. Thật là lớn đảm phách hà, lại dám nhổ răng cọp. Ở Độc Cô gia tộc trụ sở chính, cướp Độc Cô gia tộc hợp đạo thần khí, tự tìm cái chết hà. Không thiếu tiểu tông phái. Thậm chí còn tán tu cũng nhất trí cho rằng, cái đó thần vương cảnh thanh niên hẳn phải chết. Năm vị hợp đạo thần quân tới. Nếu như còn chưa tới, thần vương cảnh thanh niên có lẽ có một đường sinh cơ. Mà bây giờ, là tuyệt đối không khả năng. Trừ phi hắn là tạo hóa cảnh tiên tôn, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm người. Muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn đã chuẩn bị rời đi tu Hổ Lam công tử. Trong lòng bắt đầu mưu tính kế tiếp hành động. Hắn đứng ở thiên hương các tầng chót, nhìn xung quanh bốn phía, đã có mấy trăm ngàn võ giả vây tụ ở trên đường phố, tựa hồ cũng muốn xem một chút hợp đạo thần quân đối chiến mình tình cảnh, xa xa lầu các bên trong càng có vô số cường giả, cũng đang chăm chú nhìn mình nơi này. Giống nhau, lần này tới tham gia đấu giá hội họp lớn năm đại trung nhóm thế lực, mấy trăm cái hạ cùng tông phái người, cũng một bộ xem trò vui hình dáng. Chính giữa còn có hổ đao các tu Hổ Lam công tử như vậy, nguyên bản đánh tập sát mình, lấy lòng Độc Cô gia tộc ý tưởng. Tu Hổ Lam công tử ra tay không được, bọn họ những cái kia giống nhau cảnh giới người, tự nhiên cũng không dám vọng động. Thương thương thương, tiếng chuông, từng trận thiết giáp tiếng truyền tới, nhiều đội kim mâu võ sĩ sắp hàng có thứ tự đội hình đánh tới. Cả người đen nhánh huyền giáp hộ thể, lưng đeo trường cung, hông đeo trường kiếm. Bất ngờ chính là thiên kiếm thành đội chấp pháp, le que 100.000 người, nhưng mỗi một vị đều có nhập thần cảnh trung kỳ tu vi, cái đừng đội chấp pháp dài, đại đội trưởng đợi một chút, tu vi một lần đến thần vương cảnh trung hậu kỳ, hỗn nguyên cảnh trung học cơ sở kỳ. Bày trận, vây quanh thiên hương các, huyết nguyệt cung chuẩn bị, phòng ngừa thằng nhóc kia chạy khỏi. Một vị chấp pháp đại đội trưởng khua kiếm hạ lệnh trước, hắn có hỗn nguyên cảnh tứ tầng thiên tu vi, tiếng nói vừa dứt. 100.000 người chấp pháp phân làm đội 4 mà đi, lấy này đi tới thiên hương các trên đường phố, thậm chí nhập thần cảnh, thần vương cảnh người chấp pháp, rối rít lấy ra sau lưng huyết nguyệt cung. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Theo huyết nguyệt cung kéo ra, từng đạo huyết quang hội tụ ra, ngưng kết là kết tinh thể trạng mũi tên dài, uy thế thật lớn, thậm chí mơ hồ tràn đầy tí ti khí tức hủy diệt, tất cả huyết nguyệt mũi tên đều nhắm ngay thiên hương các tầng chót Diệp Thần. Gió nổi lên, thiên trận, vị kia đội chấp pháp dài lại lần nữa hạ lệnh, ngay lập tức gian thiên vị thần vương cảnh trung hậu kỳ người chấp pháp, kết hợp 30 vị hỗn nguyên cảnh người chấp pháp ngự không lên, tại vị tại năm đại trưởng lão dưới, cùng Diệp Thần thuộc về cùng độ cao không trung bày trận. Từng chuôi máu màu vàng trường kiếm ra khỏi vỏ, theo biến hóa là trường thương, giống vậy nhắm ngay Diệp Thần. Chỉ có ra lệnh một tiếng,
đầy trời mưa tên. Ném tiên khí trường thương, liền sẽ đem Diệp Thần mặc con nhím. Như một màn này mặc mở ra hiện ra, tinh nhuệ người chấp pháp đại quân bày trận, ước chừng tiêu hao mấy chục giây thời gian. Trong không khí gắn đầy đạo đạo sát khí, vô cùng vô tận uy thế, quả thực đem bốn phía các võ giả rung động đến. Giết một cái thần vương cảnh thanh niên. 100.000 người chấp pháp quân đội đến. Cộng thêm 5 vị hợp đạo thần quân. Cho dù là hợp đạo cảnh thần quân, cũng sẽ ở trong chốc lát chết chứ. Bẩm báo 5 vị trưởng lão. Phía trên vị kia cảm thấy cái này mang mặt nạ tiểu tử có cái gì không đúng, thực lực một lần tăng lên quá nhanh. Cố ý phái thuộc hạ điều khiển thứ nhất người chấp pháp đại quân chạy tới, trợ giúp các vị trưởng lão tru diệt người này, đồng thời lấy chấn động hạ người xấu. Chấp pháp đại đội trưởng cung kính ôm quyền hướng 5 vị trưởng lão vừa nói, tiếng nói vừa dứt, thân hình chấn động một cái, đầy trời huyết khí xông ra. Theo tới là 100.000 người chấp pháp, mỗi một trên người cũng hiện ra tuyệt đối huyết quang và huyết khí, xem ra không đơn thuần là một chi thủ thành quân đội, năm xưa phải cùng yêu thú chém giết qua. Hơn nữa, chấp pháp đại đội trưởng tỏ rõ thái độ. Ngày hôm nay, vượt quá muốn giết người này. Còn muốn chấn nhiếp trăm phái cùng với rất nhiều tán tu. Đấu giá hội họp lớn mở sắp tới, không thể lại có bất kỳ rắc rối, kết thúc sau đó, tùy tiện giết thế nào đều được. Như một màn này mạc, làm được không thiếu tán tu kinh hồn bạt vía. Xa xa một cái nhà bích ngọc trong lầu các, một cái thanh thuần dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, dừng chân ở bên cửa sổ, ngắm nhìn thiên hương các lầu cuối Diệp Thần, trong mắt lóe ra đạo đạo nghi ngờ ý. Mang mặt nạ người kia, thật giống như một người à. Tiểu thư, ai à? Bên trên hỗn nguyên cảnh hộ vệ hỏi. Thiếu nữ hơi cúi đầu, hàm răng cắn môi, một lát sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh thuần, nói, Diệp Thần. Hắn dáng vẻ, thật giống như lúc đó Diệp Thần. Một mình đối mặt muôn vàn kẻ địch mà sừng sững không nhúc nhích, thậm chí đang đợi kẻ địch hội tụ, giống như là ban đầu Diệp Thần như vậy, có tuyệt đối tự tin. Tuyệt đối bá đạo và cuồng ngông. Thiếu nữ, bất ngờ chính là lúc ấy xuất hiện ở hồn tộc cúng tế đại điện Bách Lý Tuyết. Lần này Bách Lý gia tộc tới tham gia đấu giá hội họp lớn, không chỉ là Bách Lý Vũ Nguyệt công tử xuất đội, Bách Lý Tuyết cũng tới, chỉ là khinh thường tại đi mưa gió nơi, cho nên đi tới cái này thiên kiếm thành thứ nhất gác lửng, thiên tháng các bên trong cư trú. Đang lúc này, Diệp Thần một mình giết tới thiên hương các, đối mặt năm đại trưởng lão. 100.000 người chấp pháp sừng sững không sợ thanh thế, trực tiếp hấp dẫn hơn nửa thiên kiếm thành người, chính giữa vậy bao gồm Bách Lý Tuyết. Diệp Thần, người nọ ta nghe qua, ban đầu ở nơi hồn tộc, dường như rất cuồng ngông. Lấy lực một người, cần phải chống lại hồn điện 8 đại thần quân, hơn 10 vị hỗn nguyên tôn giả, hơn 100 thần vương cảnh võ giả. Bên trên người già hộ vệ ngắm nhìn bên ngoài, suy tư nói, nhưng là tiểu thư, dưới mắt có 5 đại thần quân. Mấy trăm hỗn nguyên tôn giả, hơn ngàn thần vương cảnh võ giả, còn có 100.000 nhập thần cảnh võ giả à. Cái này mang mặt nạ người. Nếu như không có hậu thủ, không có người giúp, không có hậu đài mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ban đầu Diệp Thần, nghe là có vạn kiếm đế cung thanh kiếm trưởng lão cứu hắn, bây giờ người này, đối mặt là so với lúc trước Diệp Thần kẻ địch mạnh hơn nhiều lắm tình cảnh. Bách Lý Tuyết chợt nhìn về phía hắn. Bình tĩnh hỏi, người biết, chỗ kia nơi hồn tộc, hồn điện thứ 7 phân đà, bây giờ như thế nào à? Hộ vệ lắc đầu một cái, hắn là hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp hộ pháp, đặc biệt bảo vệ Bách Lý Tuyết, nhưng hiển nhiên ở trong gia tộc quyền hạn và địa vị đều không cao. Hồn điện thứ 7 phân đà. Đã diệt. Bách Lý Tuyết thận trọng quét nhìn mấy chục thủ hạ, nói, theo phụ thân theo như lời, Diệp Thần một người tiêu diệt thứ 7 phân đà. Nàng sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Thần, nói, người này thủ pháp và đảm phách, vô cùng làm tướng tựa như Diệp Thần, dường như sử dụng binh khí và công pháp, thần vương nói, vậy khá làm tướng tựa như Diệp Thần, nếu không phải cùng một người, chắc hẳn cũng là cùng ra một môn, nếu là có thể cứu hắn. Hoặc giả là ta linh võ đại lục Bách Lý gia tộc cơ duyên. Cứu người này, cũng có thể giao hảo Diệp Thần. Nhập thần cảnh Diệp Thần có thể tiêu diệt hồn điện thứ 7 phân đà, sau lưng nội tình nhất định không thấp. Nếu như người này và Diệp Thần cùng ra một môn, như vậy, cho dù đắc tội Độc Cô gia tộc, vậy có lợi ích rất lớn. Tiểu thư,
ta lập tức đi thông báo chư vị hợp đạo trưởng lão tới đây nghị sự. Hộ vệ nhanh chóng lấy ra lệnh bài đưa tin. Nhưng mà, trên bầu trời, năm vị trưởng lão một bộ bình thản hình dáng, giống như thần minh vậy nhìn về phía Diệp Thần. Thập ngũ trưởng lão chậm rãi nói, hèn mọn tiểu súc sinh, ta không biết ngươi đang chờ cái gì, nhưng bây giờ trận pháp đã bày thành công, dù là lại còn 2-3 vị hợp đạo thần quân tới, vậy không trốn thoát được. Bây giờ mà, bổn trưởng lão, tự mình giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thập ngũ trưởng lão hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi màu đỏ đoản đao, là hợp đạo thần khí, vết đao vô cùng là sắc bén, mắt thấy thì phải bổ trúng Diệp Thần. Diệp Thần không hoảng hốt chút nào, liền ở đối phương đao ý rơi xuống nháy mắt, Diệp Thần lấy ra Chu Thần kiếm, một kiếm sử dụng, chặn lại vết đao, thân thể không khỏi được bạo lui mấy chục bước, ánh mắt nhưng hơn nữa tà mị. Rất nhanh, Diệp Thần và thập ngũ trưởng lão chém giết chung một chỗ, lấy thập ngũ trưởng lão hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên tu vi, lại có thể cũng vẻn vẹn chỉ là áp chế Diệp Thần mãnh công, mà cũng không có rất nhanh chớp nhoáng giết chết Diệp Thần. Luân hồi mộ địa bên trong, ba đại thần quân, băng kiếm tiên tôn đều ở đây cho Diệp Thần lực lượng. Đồng thời gian, hơn ngàn chuôi thần vương khí đã chuẩn bị ổn thỏa. Đây là muốn làm gì? Vẻn vẹn chỉ là tự bạo thần vương khí chạy thoát thân. Diệp Thần cũng không sẽ như thế lãng phí. Vừa vặn ngày hôm nay người nhiều, hắn muốn làm một khoản lớn. Bình bịch bịch, khảng keng, rào 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 rào. Vô số tiếng nổ, đao kiếm khí, va chạm tiếng truyền ra. Thập ngũ trưởng lão thi triển không gian quy luật và Diệp Thần kịch chiến ở thiên hương các tầng chót bên trong, hai người tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt giao thủ hơn ngàn chiêu, Diệp Thần mặc dù bị đánh được máu tươi đầm đìa, từng bước bạo lui, nhưng không chút nào chạy trối chết ý nghĩa. Cái này mang mặt nạ người. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẳng định chết à, bên cạnh võ giả nhìn hờ hững nói, cũng không xem, hợp đạo trưởng lão tự mình ra tay, một cái thần vương cảnh tiểu tử. Cho dù có nội tình, có lá bài tẩy vừa có thể như thế nào. Bất quá chỉ là gặp vận may, may mắn ăn nghịch thiên bảo bối mà thôi. Muốn mượn hợp đạo trưởng lão tới chui luyện mình thân xác. Hoàn toàn tự tìm cái chết. Thanh niên võ giả nói, truyền giao ra, chung quanh võ giả cũng gật đầu không ngừng đồng ý. Quá đúng, thần vương cảnh khiêu khích hợp đạo cảnh. Tự tìm cái chết cũng tìm không bờ bến. Mới vừa tiêu diệt thiên hương các thập đại hỗn nguyên cảnh võ giả, đã đủ hiển lộ uy phong, khi đó chạy vẫn còn kịp. Bây giờ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Phải được chết. Cơ hồ mấy trăm ngàn võ giả, trong lòng đều là như thế cái ý tưởng. Thần vương cảnh khiêu khích hợp đạo cảnh, đó cùng trẻ sơ sinh khiêu khích đứng đầu quyền anh tay có cái gì khác biệt, dù là ngắn ngủi có bảo vật chống đỡ, cuối cùng vậy cho hết chứng. Dần dần. Thiên kiếm thành càng ngày càng nhiều người chấp pháp, càng ngày càng nhiều tán tu chạy đến. Thiên hương các chung quanh đường phố, tầng trời thấp bên trong hội tụ trên 1 triệu võ giả, thậm chí lớn như vậy thiên kiếm thành hơn 100 triệu sinh linh đều bị kinh động, rối rít mắt nhìn Diệp Thần và thập ngũ trưởng lão chiến đấu. Phịch! Diệp Thần hoành kiếm ngăn trở thập ngũ trưởng lão một đao, bạo lui về phía sau đụng vào kim ti nam mộc trên vách tường, ánh mắt đảo qua chung quanh tình huống. Thần giác liền buộc vòng quanh một nụ cười, nói, lão già kia, các ngươi người thật là không thiếu à. Bất quá, ta thật cao hứng, nhiều người như vậy hội tụ ở gần như vậy địa phương. Thật tốt, thật hay. 100.000 người chấp pháp. Đây chính là cái cơ hội tốt. Bị thương nặng độc cô gia tộc cơ hội tốt. Thập ngũ trưởng lão sững sốt một chút, khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chợt trong lòng cảm giác được có chút không ổn. Có thể một khắc sau lại nhìn lên, không ở tức giận hô, muốn chạy. Toàn bộ người chấp pháp cho bổn trưởng lão giết. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Nhưng mà, Diệp Thần căn bản không có tiếp tục chạy trốn. Mà là dừng lại. Hắn tròng mắt nhắm lại, vươn tay phải ra. Trong lòng bàn tay hiện ra hơn ngàn đạo quang mang, ánh sáng còn đang mãnh liệt gia tăng. Ngay chớp mắt. Đã có mấy ngàn hơn 10.000 đạo quang mang bay hướng 4 phương 8 hướng, thiên địa các nơi, thậm chí Diệp Thần bản thể vậy hóa thành một đạo ánh sáng theo rất nhiều ánh sáng đĩa bay ra, ước chừng trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tự thân hóa thành ánh sáng. Muốn chạy.
Người chấp pháp, chém bể những ánh sáng này. Thập ngũ trưởng lão thốt nhiên giận dữ, lao ra sàn, cũng không để ý sẽ quanh thân đĩa bay ánh sáng, hắn chắc chắn Diệp Thần cũng không dám núp ở bên cạnh mình. Nhưng là, đây là trình độ cao nhất làm nhục. Thần vương cảnh tiểu tử, lại có thể ở bản trước mặt trưởng lão, hóa thành lưu quang rời đi. Nếu như không bắt được cái thằng nhóc này, bổn trưởng lão mặt mũi ở chỗ nào? Tuân lệnh, trưởng lão. Người chấp pháp, tiến một bước đi về trước, đánh nát những ánh sáng này. Chấp pháp đại đội trưởng tự mình bay lên trời, ánh mắt quét nhìn chung quanh ánh sáng, chợt một đạo ánh sáng phân làm hai đạo phân làm bốn nói, chính là đầy trời đều là một phiến ánh sáng vàng, hắn không khỏi được cảm thấy nghi ngờ, trong lòng tổng cảm thấy có cái gì không đúng. 100.000 người chấp pháp, tuyệt đại đa số bay lên không đến gần những cái kia ánh sáng. Bộ phận không có bay lên không, nhưng cũng bị rất nhiều đạo quang mang bọc, kinh ngạc nhìn bốn phía phiêu tán nếu như sợi tơ vậy ánh sáng, không nhanh không chậm, giống như là tung bay lá phong vậy, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Dù là bốn vị khác hợp đạo trưởng lão, cũng là như vậy tình huống. Là đạo đạo ánh sáng bao vây, có chút mờ mịt. Nào ngờ, tử thần đã đến, đứng ở bọn họ bên người. Chờ áp tải từng cái vong linh đi địa ngục, lần nữa luân hồi. Cái đừng người chấp pháp, đang nghi ngờ bên trong huy động trường kiếm, đang muốn phách bể trước mắt ánh sáng. Giữa lúc trường kiếm rơi xuống nửa đường, thập ngũ trưởng lão chợt đôi mắt sắp nứt, màu đậm đại biến, hô, không muốn phá hủy. Rắc rắc, cái đó người chấp pháp dính vào ánh sáng, một mặt mờ mịt. Đồng thời gian, cũng có rất nhiều người chấp pháp dính vào ánh sáng, nhìn về phía thập ngũ trưởng lão, lòng tràn đầy nghi ngờ, không phải ngài bảo chúng ta chém bể. Làm sao? Có vấn đề. Đột nhiên, mấy vị kia người chấp pháp lại cúi đầu vừa thấy lúc, trước mắt bể tan tành ánh sáng, sừng sững gian hội tụ ra, phơi bày ra một chuôi hoàn chỉnh tam phẩm tiên khí, cấp 4 tiên khí, thậm chí cửu phẩm linh khí, cấp 1 thần vương khí. Ken két, ken két ca. Ngay lập tức gian, từng trận tiếng nổ truyền tới, giống như là hoa hạ thả dây pháo vậy nhanh chóng. Theo từng đạo ánh sáng bể tan tành, rất nhiều tiên khí lộ ra mở, tiên khí trên nhanh chóng bổ sung năng lượng, biến thành đỏ tươi vẻ, chợt một khắc sau, vô số mảnh vỡ và uy năng từ tiên khí nội bộ lao ra tiên khí tự bảo. Oanh oanh oanh, oanh oanh, từng trận tiếng nổ liên tiếp hưởng ứng ra. Mặt tây mấy ngàn người chấp pháp trực tiếp bị nổ thành cho tàn. Chỉ còn lại tiên khí, càn khôn giới chỉ cùng rơi xuống đi xuống. Âm, thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí bắt đầu tự bạo, sinh ra dư âm hội tụ lên, giống như mấy chục viên cao cấp bom nổ vậy, một cổ trình độ cao nhất khủng bố mà tràn ngập khí tức hủy diệt, lan tràn toàn bộ thiên kiếm thành, binh khí nổ sóng trùng kích một lần vét sạch 100.000 người chấp pháp, bao gồm 5 đại trưởng lão, cùng với một ít xem trò vui tán tu. 50.000 kiện linh khí. 30.000 kiện tiên khí, 1.500 chuôi thần vương khí, 50 chuôi hỗn nguyên tiên khí, một khối tự bạo, sinh ra dư âm không kém chút nào cấp một thời không chi binh tự bạo uy lực. Ngay lập tức gian, binh khí tự bạo sinh ra huyết quang và sóng trùng kích, nghiền ép qua một cái người chấp pháp, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh võ giả ở huyết quang dưới. Ngay lập tức gian, bọn họ liền bị nghiền thành máu thịt. Chỉ có phẩm cấp khá cao binh khí và càn khôn giới chỉ để lại. Hàng ngàn hàng vạn càn khôn giới chỉ, giống như trời mưa vậy, rơi xuống phía dưới. Đều bị Diệp Thần điều khiển luân hồi mộ địa thu nạp. Không, chư vị trưởng lão, liên hiệp thi triển thời không quy luật và không gian quy luật. Thập ngũ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, bi như vậy giống giận, chỉ riêng sóng trùng kích đã để cho hắn quần áo lam lũ, bị thương không nhẹ. Có thể thấy được chân chính nổ lực lượng tấn công tới lúc, cả người đều run rẩy động, thần hồn đều run rẩy, tiếp liền bùng nổ toàn lực ngăn cản. Vậy thần vương cảnh tiểu tử rốt cuộc là cái gì người điên? Nổ tung như thế nhiều tiên khí. Mấu chốt hắn ở đâu ra như thế nhiều cao cấp tiên khí à? Đáng chết, lão phu một khi bắt được, lột da rút gân, xương nghiền thanh cho rắc không được à? Thập ngũ trưởng lão cặp mắt cũng sắp nứt ra. Cường đại sóng trùng kích đầu tiên cuộn sạch hắn, do hơn 10.000 cổ lực lượng hội tụ mà thành nổ sóng trùng kích nghiền ép qua hắn lúc, giống như vạn nặng búa sắt đánh vậy, toàn thân cao thấp đều ở đây rạn nứt.
cho dù là hắn hư thể kỳ cấp 8 thân xác, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở à. Tương trợ thập ngũ trưởng lão. Mọi người toàn lực ra tay, thập ngũ trưởng lão thân xác là chúng ta chính giữa mạnh nhất. Đem lực lượng chuyển vận cho hắn, nếu không, mọi người đều có bị thương nặng nguy hiểm. Thập thất trưởng lão nhanh chóng vừa nói, lập tức liên hiệp những thứ khác ba vị độc cô gia tộc trưởng lão, chuyển vận trong cơ thể không gian quy luật lực, tụ vào thập ngũ trưởng lão trong cơ thể. Giờ phút này, thời gian pháp tắc cũng không có bao nhiêu tác dụng. Duy nhất không gian quy luật. Lợi dụng không gian phép tắc đánh giết tính chất, để ngăn cản nổ sinh ra lực sát thương. Mang mặt nạ tiểu tử. Lão phu nếu không bị thương nặng, tất đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, để báo thù này, rửa nhục nhục ngày hôm nay. Thập ngũ trưởng lão quát lên một tiếng lớn, toàn thân cao thấp quanh quẩn ra khổng lồ không gian quy luật lực, trong tay điều khiển một chuôi hợp đạo thần khí, điên cuồng đánh ra không gian chi nhận. Oanh oanh, ung ung, từng trận tiếng nổ truyền ra. Sóng trùng kích vào huyết quang nếu như núi lửa bụi đất và kịch liệt sáng bóng kết hợp thể vậy, hoành quét qua năm vị hợp đạo cảnh trưởng lão, hướng xa xa lao đi. Bình bịch bịch, bình bịch bịch. Ngay sau đó, trên mặt đất một cái nóc nhà nhà cửa sụp đổ. Đầy trời phân bay chân tay cụt mảnh vỡ, không có một cái võ giả biết rốt cuộc chết nhiều ít. Nhưng là mọi người đều biết, ngày hôm nay, Thiên Kiếm Thành, Độc Cô gia tộc, Thiên Hương Các, chọc phải một cái tàn nhẫn hung ác tử, chọc phải tự bạo nhiều vũ khí như vậy tàn nhẫn hung ác tử. Đây là muốn lấy mạng đổi mạng à? Cái này mang mặt nạ tiểu tử. Lấy ở đâu như thế nhiều binh khí à? Diệt một cái môn phái nhỏ cũng không nói ở đây đi. 100.000 người chấp pháp ngay lập tức chết. Bọn họ trên người càn khôn giới chỉ, bởi vì là dùng không gian quy luật tế luyện, không chịu ngoại lực có thể phá xấu xa, liên tiếp rớt xuống. Còn xa suốt liền bị một cổ đặc biệt lực lượng thu nạp, bao gồm bọn họ trên mình còn chưa bể tan tành thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí cũng đều bị lấy đi. Hô hô hô, hô hô, trên bầu trời, sóng trùng kích tản đi. Năm vị hợp đạo trưởng lão quần áo lam lũ ngự không đứng, thân xác nứt nẻ, thần vương đạo cũng băng liệt, như vậy thương thế không cái mấy ngàn năm, đừng nghĩ khôi phục, thậm chí thương tổn tới căn nguyên. Diệp Thần mấy chục ngàn binh khí tự bảo. Chính giữa 60% đối phó 100.000 người chấp pháp, 40% binh khí tự bảo uy năng, cũng xông về bọn họ 5 cái. À! Đáng chết tiểu súc sinh! Ta có tổ tông 18 đời nhà ngươi à! Thập thất trưởng lão hai cánh tay bị nổ gãy, bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, không ở lệ rơi đầy mặt, muốn ta độc cô Ngọc Thành, thành tựu hợp đạo cảnh đã có 1.000 năm, ngang dọc Tây vực hơn 10.000 năm. Lúc nào? Bàn tới một cái thần vương cảnh tiểu tử, như vậy khi dễ bổn trưởng lão. À, tiểu súc sinh, ngươi nếu không chết, bổn trưởng lão và ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi, bên cạnh, thập cửu trưởng lão giống vậy đang nộ hống trước, hắn hợp đạo cảnh nhất tầng thiên tu vi, thân xác hơn nữ yếu ớt, ở sóng trùng kích dưới trực tiếp bị nổ gãy liền tứ chi, dù là bây giờ máu thịt sống lại, tứ chi cường độ vậy xa không bằng từ trước. Hắn phiêu tán ở giữa không trung, cũng không có để ý sẽ phía dưới tình trạng bi thảm, trong lòng bi phẫn khó mà cụ thể nói rõ à. Bổn trưởng lão là hợp đạo cảnh à. Tới chỗ nào không phải tiền hô hậu ủng. Người nào thấy bổn trưởng lão, không phải cúi người gật đầu à. Kia người thanh niên thấy bổn trưởng lão, không phải khẩn cầu mang quỳ xuống muốn ta chỉ điểm hắn. Lúc nào, bổn trưởng lão lại có thể luân lạc tới như vậy tình cảnh. Không chỉ hắn, liên đới 17, 18 hai vị trưởng lão, đều là căm giận không thôi, một phần là tức giận, một phần là thẹn thùng, mình như vậy cao cảnh giới, lại có thể bị một cái thần vương cảnh ngũ tầng thiên tiểu tử, đánh lén thành như vậy. Như vậy làm nhục, dù là dốc hết tam giang tứ hải ngũ hồ thủy, vậy đoạn khó tiêu trừ cái này mặt đầy thẹn thùng à. Ngày sau, còn như thế nào tự xử, còn như thế nào đối mặt những thứ khác cùng cảnh giới trưởng lão. Xong rồi. Toàn xong đời, cũng phế. Thập lục trưởng lão thương thế hơi khá hơn chút, hợp đạo cảnh tứ tầng thiên tu vi, chí ít không có bị đập bể tứ chi, có thể nội bộ bị thương nghiêm trọng, thần vương đạo cơ hồ nứt nẻ, mắt thấy mau băng. Nhưng là hắn không tâm tình tức giận, ánh mắt quét qua phía dưới người chấp pháp. 100.000 người chấp pháp. Không có. Cũng bị mất,
mới vừa rồi vậy trận nổ bên trong, 100.000 người chấp pháp không còn một mống, toàn bộ chết. Thiên hương các toàn bộ hóa thành một phiến cho tàn, khắp nơi đều là chân tay cụt mảnh vỡ, máu tươi khắp nơi, bao gồm mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh người chấp pháp, cũng đang nổ dưới, ngay tức thì chết. Dù là bọn họ, độc thân đối mặt, 100% sẽ chết. Huống chi, những thứ này người chấp pháp. Thậm chí bên cạnh còn có mấy ngàn tán tu gặp phải ảnh hưởng đến, đều là bị thương không nhẹ, hơn ngàn nóc gác lửng sụp đổ, mấy chục ngàn gian nhà dân tan vỡ. Đây hết thảy, lại có thể cũng chỉ là một thần vương cảnh ngũ tầng thiên tiểu tử đưa đến. Lúc nào, thần vương cảnh, cũng có thể mạnh như vậy, thập lục trưởng lão đều có chút sa sút. Thập ngũ trưởng lão thành tựu ngăn cản chủ lực, mới vừa rồi trực tiếp bị sóng trùng kích trọng thương, bây giờ miễn cưỡng khôi phục mấy phần, nhìn chăm chú tình huống phía dưới, ánh mắt thanh tuyệt, cả người quanh quẩn giá rét thấu xương, không khỏi được lấy ra một tấm lệnh bài. Triệu tập khắp thành, có ai nhận được mới vừa rồi tên xúc sinh kia môn phái? Ta Độc Cô gia tộc. 100.000 người chấp pháp gãy kích trầm xa. 200 vị hỗn nguyên tôn giả, thiên vị thần vương cảnh võ giả chết. Thù này, không đội trời chung, phàm là có cung cấp xúc sinh kia lai lịch bối cảnh, ta tất cả ban thưởng một chuôi hợp đạo thần khí. Lời nói quanh quẩn thiên kiếm thành bầu trời, thật lâu chưa từng tiêu tán. Tất cả võ giả nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cũng còn một mặt mờ mịt, hiển nhiên còn chưa khôi phục như cũ, còn chưa cảm giác được hiện hết thảy đang phát sinh. Giữa lúc triệu võ giả hoảng sợ, rơi vào nổ trong tiếng ầm ầm lúc, một chuôi hợp đạo thần khí nghịch thiên liều chết xung phong ra, trực tiếp bay đến năm vị bên kia, hợp đạo thần khí bên trong bay ra một cái hỗn nguyên cảnh chiến khôi, lại phát ra Diệp Thần thanh âm. Là Diệp Thần đang thao túng cái này cái chiến khôi. Lão gia, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngờ bên ngoài. Diệp Thần cười nhạo thanh âm hiện lên giữa trời đất. Năm vị trưởng lão ngay lập tức gian lấy ra hợp đạo thần khí đánh giết ra, giống như thấy được cửu nhân giết cha vậy, trực tiếp toàn lực ra tay. Ta không cùng các ngươi đánh. Rất nhanh, các ngươi Độc Cô gia những thứ khác hợp đạo cảnh thần quân đã tới rồi chứ. Cho nên, vẫn là nổ đi. Theo Diệp Thần tiếng nói rơi xuống. Bay tới chuôi này cấp 2 hợp đạo thần khí tại chỗ bình rõ ràng tự bạo, sinh ra một cổ to lớn sóng trùng kích, chạy thẳng tới 17, 18, 19 ba vị hợp đạo cảnh sơ kỳ trưởng lão đi, uy thế tuy chỉ có mới vừa rồi toàn bộ nổ sóng trùng kích 1/5, nhưng cũng cực mạnh. Tiểu xúc sinh, ngươi dám? Không. Bổn trưởng lão, không muốn chết à? Mấy đạo rên rỉ thanh âm truyền ra. Nổ sóng trùng kích phét sạch ba vị hợp đạo cảnh tầng 1 tầng 2 ngày trưởng lão, bọn họ nguyên bổn đã bị thương thật nặng, thần vương đạo suýt nữa văng tung tóe, căn nguyên cũng bị làm bị thương, cộng thêm tứ chi cũng bể nát. Còn phải trải qua một kiện cấp 2 hợp đạo thần khí tự bạo. Tương đương với chính diện ngăn cản một vị hợp đạo tam tầng thiên võ giả một kích toàn lực. Dưới tình huống như vậy, theo sóng trùng kích cuốn sạch qua ba người. Ba người thân xác ở nháy mắt tức thì hóa thành cho tàn. Trong tay hợp đạo thần khí và càn khôn giới chỉ trực tiếp biến mất, tiến vào Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong. Lấy một chuôi hợp đạo thần khí. Đổi ba chuôi, tìm được, có lẽ, ba cái càn khôn giới chỉ bên trong còn có những thứ khác hợp đạo thần khí đâu. Mua bán này, tuyệt đối đáng giá. Theo sóng trùng kích tiêu tán, Diệp Thần tung tích tựa như tiêu tán ở giữa trời đất. Chỉ thấy được chung quanh bể tan tành nhà, dọc theo đường phố đứng một cái đổ đỏ thanh niên người, không có mang mặt nạ, tướng mạo và khí tức cũng hoàn toàn không cùng, đứng ở đường phố bên cạnh lẳng lặng nhìn trên bầu trời tình huống. Là Diệp Thần. Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói nhỏ, các ngươi không muốn giết chết ta, ta há lại sẽ đánh các ngươi chủ ý. Muốn lừa gạt ta tới đây tham gia đấu giá hội họp lớn, sau đó tìm cơ hội tập sát ta. Đã như vậy, vậy sẽ phải chịu đựng ta lửa giận. Ba vị hợp đạo thần quân, nhiều cao thủ như vậy, đủ ngươi Độc Cô gia tộc nhức nhối đi. Hai ngày sau đó, triệu tập đấu giá hội họp lớn thời điểm, các ngươi sẽ càng nhức nhối. Nói xong, Diệp Thần cúi đầu, đi vào trong đám người, tùy ý tìm một nơi còn khỏe mạnh gác lửng, kêu một bình thượng hạng thiên trà, dò xét xa xa tình huống. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Luân hồi mộ địa cái đó phong ấn hộp gấm đang từ bên trong từ từ rỉ ra một tia căn nguyên lực. Tựa như ở phá cỡi phong ấn.
Đồng thời một đạo xa xưa thanh âm từ trong hộp truyền tới. Rốt cuộc vẫn là đến lúc. Ngoại giới. Hô 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 hô. Hô hô hô. Trên bầu trời, thoáng qua mấy chục đạo quang trạch. Độc Cô gia tộc, hơn 10 vị hợp đạo thần quân chạy đến, bọn họ cảm ứng được 3 vị hợp đạo trưởng lão chết, dù là đang cùng các phái trưởng lão thương lượng, là đang cùng Thánh Long gia tộc hộ pháp thương lượng, cũng ném xuống hết thảy, ngay lập tức gian chạy đến. Thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão, hai vị hợp đạo cảnh trung kỳ trưởng lão, cô quả ngự không, tầng thứ 2 binh khí tự bảo uy thế, đem bọn họ khép lại tứ chi, lần nữa chấn vỡ, nhưng là không có thể đánh chết bọn họ, có thể thần của bọn họ tình cũng lớn là thay đổi. Không còn là tức giận, không còn là bầu không khí, cũng không phải xấu hổ. Là mờ mịt, ngay chớp mắt, chết đi 3 vị trưởng lão, 3 vị vạn năm bạn già. Chúng ta rốt cuộc trêu chọc phải người nào? Tàn nhẫn đến tình cảnh này, sát tâm nặng như vậy, là ma đầu à? Người thu ma, vẫn là thượng cổ ma thần hậu duệ, lẻn vào chúng ta Tây Vực, trắng trợn giết hại. Nhưng là, ma thần hậu duệ tại sao sẽ có nhiều linh khí như vậy, tiên khí, thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí? Chẳng lẽ, cái này ma thần hậu duệ, trước khi tới cướp sạch vài cái hạ cùng tông phái? Đáng chết! Thằng nhóc này tuyệt đối không thể nào tịch tịch vô danh. Chỉ tiếc hắn che đậy mặt mũi. Chạy tới Độc Cô gia tộc đứng hàng 12 trưởng lão, khí được cả người run rẩy, lại vừa thấy thương thế kia thảm trọng hai vị trưởng lão, nói các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, cái này người điên, ma đầu, phỏng đoán sẽ không dễ dàng tha các ngươi. Sợ. Liên thập nhị trưởng lão đều có chút sợ. Một cái thần vương cảnh ngũ tầng thiên thanh niên võ giả. Bị nhập thần cảnh đến hỗn nguyên cảnh tạo thành 100.000 người chấp pháp, cộng thêm hơn 5 vị hợp đạo trưởng lão bao vây, không chỉ có không có chết, ngược lại tiêu diệt 100.000 người chấp pháp, chém chết 3 vị hợp đạo trưởng lão. Lúc này, đã không phải là tầm thường thiên kiêu có thể làm được. Cái này ma đầu, quá khủng ma, quá cuồng vọng. Tự bạo nhiều lính như vậy khí cũng chưa chết, khó bảo toàn hắn sẽ không tiếp tục ra tay à. Tuân lệnh. Chúng ta sẽ đi lãnh phạt. 15, thập lục trưởng lão ở những thứ khác 3 cái hợp đạo cảnh trung kỳ trưởng lão dưới sự bảo vệ nhanh chóng rời đi, trở lại trụ sở chính chữa thương. Trên bầu trời, Độc Cô gia thập nhị trưởng lão, thập tam trưởng lão, thập tứ trưởng lão, cộng thêm lên 11 trưởng lão, thập trưởng lão cùng 5 vị hợp đạo cảnh trung kỳ trưởng lão, quét nhìn thiên kiếm thành các nơi, kỳ vọng đem Diệp Thần lấy ra tới. Phía dưới triệu võ giả. Cái này mới phản ứng được. Nhìn hóa thành phế tích thiên hương các, nhìn thi thể khắp nơi người chấp pháp, lại nhìn bầu trời bên trong 5 vị hợp đạo cảnh trưởng lão, cảm giác đây hết thảy, đều rất mê huyễn, đồng thời, vậy cảm thấy Diệp Thần sát tâm và cuồng ngông. Giận dữ, tàn sát 100.000 người chấp pháp. Lớn như vậy thiên hương các, cho một mồi lửa, trừ đi những cái kia bị cưỡng ép chộp tới cô nương trước thời hạn chạy mất ra, những người khác. Lên tới phó các chủ trưởng lão, xuống đến hộ vệ, toàn bộ chết. Thậm chí, cái đừng thanh niên võ giả cảm khái nói, tu vũ đạo, làm như vậy thần vương cảnh thanh niên à. Thiên kiêu võ giả, làm như thế, đối mặt muôn vàn cường địch mà không sợ. Ngược lại cơ hồ toàn diệt Độc Cô gia tộc người. Bách Lý Vũ Nguyệt, Bắc Đường Thiên Minh không ở ngắm nhìn vị kia cảm khái người, bất ngờ chính là U Minh Thập Cửu Điện Hạ. U Minh Thập Cửu Điện Hạ quét nhìn phía dưới hết thảy, không ở nuốt nước miếng một cái, thở dài nói, hùng mới. Tu võ, làm như hắn à, giận dữ mà đồ sát 100.000 võ giả, giết được 5 vị hợp đạo trưởng lão bó tay, thậm chí nổ chết tại chỗ 3 vị. Ha ha ha, lợi hại, lợi hại. Người này ngược lại để cho ta nghĩ đến một người. Tên là Diệp Thần. Ban đầu, Diệp Thần dám một người đối kháng hồn điện. Mà vị kia thần vương cảnh dám ở Độc Cô gia tộc trụ sở chính nổ chết Độc Cô gia tộc người chấp pháp và trưởng lão. Đây là hùng mới kiêu hùng vậy. Nếu như không phải là Diệp Thần chính là nhập thần cảnh, ta cũng hoài nghi cái này thần vương cảnh ngũ tầng thiên người là thằng nhóc kia. U Minh Thập Cửu Điện Hạ thật ra thì hoài nghi tới mặt nạ thanh niên là Diệp Thần. Nhưng là hắn biết nhập thần cảnh muốn bước vào thần vương cảnh quá khó khăn. Huống chi. Không người nào có thể ở thời gian ngắn như vậy từ nhập thần cảnh vượt qua thần vương cảnh tầng thứ 5. Xuất sắc ngày mai tiếp tục, 6 càng đưa lên,
cầu phiếu hàng tháng, phiếu đề cử. Nghe U Minh Thập Cửu Điện Hạ khen ngợi, những thứ khác ba vị công tử đều là rợn cả tóc gáy. Có thể để cho U Minh Thập Cửu Điện Hạ như vậy lời nói, toàn bộ linh võ đại lục Tây Vực, không vượt qua ba người. Vậy mặt nạ tiểu tử rốt cuộc là thân phận gì? Xa xa, Bách Lý Tuyết chỗ ở gác lửng vậy một hồi run rẩy, cái này mới khôi phục tình huống. Bách Lý Tuyết nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện lại không vậy mặt nạ thanh niên bóng người. Dù là linh thức điều tra vậy không có kết quả. Nàng nhìn về phía bay để bảo vệ mình Bách Lý gia tộc trưởng lão, hiếu kỳ nói. Vậy mặt nạ thanh niên đâu? Chạy ra khỏi thành. Loại này thiên kiêu, quả quyết ác liệt tàn nhẫn, một khi trưởng thành đến hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, là được ngang dọc thiên hạ mà không người nào có thể giết hắn. Đối với chúng ta Bách Lý gia tộc có trợ giúp cực lớn. Các ngươi mau sớm tìm người này, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, mấy vị kia thủ hạ căn bản không có rời đi dự định, ngược lại nói. Ngũ tiểu thư, loại này thiên kiêu người tàn nhẫn, đắc tội thế lực quá nhiều. Tốt nhất không muốn thả có bất kỳ liên quan, nếu như đắc tội những tên kia, ta Bách Lý gia tộc có thể xảy ra chuyện à. Gánh đao hộ vệ thở dài một tiếng, ánh mắt quét qua đầy đất hài cốt và phiêu tán ở giữa không trung xương máu, không ở hít thở sâu một hơi, nuốt nước miếng một cái, nói, bất kể là vậy mặt nạ tiểu tử, vẫn là độc cô gia tộc, chúng ta đều không đắc tội nổi à. Nhất là vậy mặt nạ tiểu tử, hắn nóng nảy khó mà đoán, vạn nhất tức giận Bách Lý gia tộc, hậu quả liền quá nghiêm trọng. Không sai. Không đắc tội nổi à. Loại này tàn nhẫn hung ác tử, trực tiếp nổ chết thiên kiếm thành 100.000 người chấp pháp, ba vị hợp đạo cảnh trưởng lão. Mấu chốt là, nơi này là độc cô gia tộc trụ sở chính, thiên kiếm thành à. Có tạo hóa cảnh nhị tầng thiên thái thượng ngũ trưởng lão trấn giữ thiên kiếm thành. Đều bị hắn biến thành bộ dáng như vậy, ở người ta ổ giết chết người ta trưởng lão, sau chuyện này còn có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dù là năm vị hợp đạo cảnh trưởng lão, mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh, hơn ngàn vị thần vương cảnh võ giả, cùng nhau lục soát, đều không tra được chút nào tung tích. Bản lãnh bực này, nhất định chính là ác mộng, thậm chí có thể là tu luyện sát đạo người tàn nhẫn đi. Cùng hắn giao hảo. Cố nhiên là có thể thả giao dịch nhóm lớn tiên khí, thần vương khí, tăng lên gia tộc thực lực. Nhưng nếu là trong gia tộc một ít người không cẩn thận đắc tội hắn. Hôm nay là thiên kiếm thành gặp nạn. Ngày mai, có thể chính là chúng ta trăm dặm thành gặp nạn. Nghe thủ hạ những thứ này cân nhắc, Bách Lý Tuyết không nói gì, mà là cau mày, tựa như đang suy nghĩ gì sự việc. Chẳng biết tại sao. Nàng càng phát ra cảm thấy vậy mặt nạ thanh niên và Diệp Thần có chút tương tự. Bất quá, nàng đã loại bỏ là cùng một người có thể, dẫu sao hai người cảnh giới chênh lệch hơi lớn, hơn nữa mặt nạ thanh niên thực lực rõ ràng mạnh hơn Diệp Thần hơn lần. Có thể nói một cái là trời, một cái là... Có khả năng nhất chính là sư gia đồng môn. Nàng suy nghĩ hỏi, tinh thần biển và biển la sát giữa bách luyện chi địa bên trong, không phải có vài lớn ẩn núp tông môn. Thậm chí còn có hết mấy lên cùng tông phái, đang trấn áp biển la sát. Có lẽ Diệp Thần chính là bọn họ đệ tử. Chúng ta có thể giao hảo. Cũng không tệ. Tuyết Nhi, chuyện này tạm thời đừng đề ra, này người thân phận không rõ, kia sợ chúng ta cố ý kết giao, hắn cũng không sẽ để ý chúng ta. Thập cửu trưởng lão suy tư nói, cái này người thanh niên võ giả, hẳn là tới tham gia đấu giá hội họp lớn, lấy loại tâm tính này. Đảm bảo không cho phép sẽ đoạt cướp đấu giá hội họp lớn. Cùng đấu giá hội họp lớn cái này chuyện phức tạp tình, kết thúc. Bàn lại nói người võ giả này lai lịch đi. Bách Lý gia tộc trưởng hay nói hoàn, thở dài một tiếng, ngắm nhìn giận dữ độc cô gia tộc võ giả, thần giác buộc vòng quanh nụ cười khinh thường, nói nhỏ tối nay à, sợ rằng nơi này không yên ổn. Uổng độc cô gia tộc vẫn là nhất đến gần trung vực gia tộc. Đại khí phách triệu tập 6 đại thế gia tông phái đấu giá hội họp lớn, không nghĩ tới hội họp lớn còn chưa bắt đầu, sẽ để cho người đập tràng tử. Cái này một đêm, nhất định là không người có thể ngủ được. Cái này cùng kinh thiên đại chuyện vừa ra, không lâu sau, lên tới Tây vực tất cả đại trung cùng tông phái, xuống đến hạ cùng tông phái, đều là cỏ cây tất cả binh, thời thời khắc khắc bảo vệ mình mang tới bảo vật, rất sợ gặp phải người thanh niên võ giả kia. Một nơi trên đường phố, Diệp Thần ngồi ở trong quán trà,
ánh mắt quét nhìn tới đây đi võ giả, đều ở đây thương lượng chuyện của mình, không ở thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, thần hồn lực tiến vào luân hồi mộ địa, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần này, tự bạo phần nhiều là tiên khí và linh khí. Trước đạt được thần vương khí, nổ 1/4, hỗn nguyên tiên khí nổ 1/3 cỡ đó, 17 chuôi hợp đạo thần khí vậy nổ 1 chuôi, có thể thật tốt tốt dò xét thu hoạch tới càn khôn giới chỉ. Chư vị sư tôn, dò xét tốt lắm. Diệp thần tiến lên, nhận lấy nhật quang Phật đưa tới sổ sách, cúi đầu vừa thấy, không khỏi được mừng rỡ, nói, được, lần này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch khá thịnh, cùng lần này hoàn toàn chép độc cô gia tộc buổi đấu giá, liền có thể bố trí càn khôn thiên long trận. Hắn ngắm nhìn xa xa trong ngủ mê Kỷ Lâm, vẻ mặt có chút ảm đạm, nói yên tâm, Kỷ Lâm, Diệp đại ca sẽ cứu ngươi. Bất quá chỉ là một bụi thiên ma nhân sâm, 50 chuôi hợp đạo thần khí, 8 chuôi thời không chi binh mà thôi. Không cần bao lâu, ta liền sẽ gom góp thỏa đáng. Đến lúc đó, ngươi tỉnh lại, ta lại cho ngươi tìm một độc môn truyền thừa, để cho ngươi cường đại lên. Nói xong, Diệp thần tỉ mỉ kiểm tra các loại thu hoạch tiên khí chiến lợi phẩm. Linh khí, hơn 20.000 chuôi. Tiên khí, ước chừng 70.000 chuôi. Thần vương khí, cũng chính là 700 chuôi cỡ đó, bù lại một nửa. Hỗn nguyên tiên khí, 67 chuôi, so nổ banh cũng hơn. Hợp đạo thần khí, tổng cộng là lấy được 15 chuôi, 7 chuôi là thiên hương các giành được, 5 chuôi là 3 vị hợp đạo trưởng lão càn khôn giới chỉ ở giữa, ngoài ra 3 chuôi là 3 vị trưởng lão sử dụng binh khí, là nổ đánh sâu vào không thiếu, chỉ có thể coi là không lành lặn hợp đạo thần khí. Uy có thể có chút suy nhược, không thể dùng để bố trí đại trận, như vậy tính được, ta trên tay có 28 chuôi hợp đạo thần khí. Lại tìm một thế lực phiền toái, có lẽ có thể lại vơ vét tới vài kiện hợp đạo thần khí. Diệp thần lẩm bẩm tính toán chiến lợi phẩm. 100.000 người chấp pháp. 3 vị hợp đạo cảnh trưởng lão. Đều là bị nổ sóng trùng kích đánh chết, so với bọn họ sử dụng binh khí, tuyệt đại đa số trực tiếp bị nổ hủy diệt. Có thể được chiến lợi phẩm cơ hồ đều là từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy đi, tính được, trận chiến này kiếm không thiếu. Trụ trì, nhớ lấy cẩn thận, bây giờ độc cô gia tộc đã có phản ứng. Nguyệt Quang Phật chắp hai tay, từ từ nói, tiếp theo, trụ trì muốn cướp bóc buổi đấu giá, sợ rằng không dễ dàng. Bần tăng đề nghị là, trước cướp đủ hợp đạo thần khí, chờ đợi đấu giá hội họp lớn thời điểm, vỗ xuống thiên ma nhân sâm. Sau đó trực tiếp động thủ cướp thời không chi binh. Căn cứ chủ trì nói tin tức xem. 6 thế lực lớn lấy ra chân tàng bảo vật tới buôn bán, người mua vậy đều có thực lực gia tộc cao cấp, tương tự Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc dòng thứ. 2 đại đứng đầu gia tộc vậy phái tới hợp đạo cảnh hộ vệ, hẳn mang theo thời không chi binh, thành tựu giao dịch vốn, căn cứ thanh thế và 6 đại thế lực nội tình, 2 đại đứng đầu gia tộc chí ít mang đến 4 chuôi thời không chi binh. Độc cô gia tộc trụ sở chính, chắc có 3 chuôi thời không chi binh. Mà bây giờ, Bắc vực chiến đấu hung hiểm, thiên kiếm thành bên trong vậy chỉ còn lại độc cô gia tộc thái thượng ngũ trưởng lão một vị tạo hóa cảnh tiên tôn. Nhiều nhất, lại hơn một vị tạo hóa cảnh võ giả. Không, Dược Sư Phật trực tiếp hủy bỏ, nói, 2 gia tộc lớn cố nhiên không biết phái tạo hóa cảnh võ giả tới đây, nhưng là 6 thế lực lớn không gặp được, mỗi nhà cũng còn có 2 vị tạo hóa cảnh tiên tôn. Rất có thể xuất hiện 2 vị tạo hóa cảnh tiên tôn. Tính được. 3 vị, cộng thêm lên, giống vậy muốn cướp thời không chi binh một ít uy tín lâu năm hợp đạo cảnh cửu tầng thiên cường giả. Tạo hóa cảnh tiên tôn, đến lúc đó có thể, là 4 vị đến 5 vị. Nửa bước tạo hóa cảnh, tính toán 8 vị cỡ đó, đến lúc đó nếu như phát sinh hỗn chiến. Dược Sư Phật dừng lại chốc lát, ánh mắt bén nhạy, nói chủ trì tốt nhất chỉ cướp thời không chi binh. Hơn nữa chuẩn bị thả ra toàn bộ chiến khôi, che chở chi dụng. Hợp đạo thần khí, tốt nhất ở đấu giá thịnh sẽ bắt đầu trước, chuẩn bị tốt. 8 chuôi thời không chi binh. Là bố trí càn khôn thiên long trận, dùng cho ngăn cản 3 đạo thiên lôi thấp nhất yêu cầu, không thể nào lại giảm. Diệp thần trước mắt có 2 chuôi thời không chi binh, là từ hồn điện thứ 7 phân đà nơi đó lấy được, tương đương với còn cần 6 chuôi thời không chi binh, buổi đấu giá lên. 2 đại đứng đầu gia tộc, sẽ dùng 4 chuôi thời không chi binh, mua 6 đại thế lực rất nhiều bảo vật,
rất nhiều tiên vật liệu. Cộng thêm lên, Độc Cô gia tộc trụ sở chính. Còn có 3-4 chuôi thời không chi binh, giống như là Diệp Thần cơ hồ tương đương với phải đem những thứ này thời không chi binh một lưới bắt hết. Liền phải đối mặt 5 vị tạo hóa cảnh tiên tôn. Chí ít 8 vị, và hắn đánh như nhau mục đích uy tín lâu năm hợp đạo cảnh cửu tầng thiên tán tu, những tán tu kia, phần nhiều là không có bất kỳ môn phái nào, thậm chí không có nhiều ít bằng hữu thân nhân độc hành khách, tranh đoạt 6 đại thế lực thời không chi binh, cũng không sợ sợ bị trả thù, chỉ cần tốn thời gian luyện hóa thời không chi binh, lên cấp tạo hóa cảnh, chiến lực là được tăng lên 10 lần. Khi đó, cho dù là bên trong các gia tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Vậy bởi vì thời không chi binh khó khăn được, không thiếu uy tín lâu năm hợp đạo cảnh thần quân cũng sẽ động thủ. Giống như là, Diệp Thần cần ở những cường giả này thủ hạ đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơn nữa không phải đoạt một chuôi, là đoạt toàn bộ. Hắn một người muốn đánh bao chí ít 6 kiện thời không chi binh, như vậy cử động, sợ rằng nói ra, tất cả mọi người đều sẽ lấy là Diệp Thần là ở nằm mộng ban ngày. Hợp đạo thần khí. Ngược lại là có thể cướp những cái kia tiểu tông phái. Còn như 6-7 chuôi thời không chi binh, Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm xa xa đã thành lập tốt 4 chỗ đài đấu giá, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng khắp nơi, dựa theo bán đấu giá vật phẩm cấp bậc và khách nhân tu vi để phân chia. Mình cần bưng chữ thiên đài và chữ địa đài, 2 cái phòng đấu giá mới được. Mình chiến khôi, đoán chừng còn có 2000 cái cỡ đó. Nhưng tuyệt đại đa số đều là thần vương cảnh, dù là toàn bộ ném bay ra ngoài, cũng chỉ có thể cung cấp mình chỉ hoãn 3 phút thời gian, đối mặt hơn 10 vị tiên tôn và nửa bước tiên tôn, cũng không tốt giải quyết. Huyết Long và Tiểu Hoàng. Đến lúc đó, cần bọn chúng trợ giúp. Chạy khỏi đi ra ngoài, không khó, lợi dụng không gian truyền tống trận. Diệp Thần chợt nhớ lại truyền tống trận, liền nói, băng kiếm tiên tôn. Có thể hay không xây dựng một cái cỡ nhỏ không gian truyền tống trận. Không gian thần thạch, những ngày qua ta thu được không thiếu. Băng kiếm tiên tôn nghe, dài hô một hơi, nói ta một người không được, bọn họ 6 cũng tới hỗ trợ, có thể. Nhưng là, cỡ nhỏ không gian truyền tống trận, không gian lối đi không có biện pháp hoàn toàn ổn định. Rất có thể, người ở truyền tống trong quá trình, trực tiếp bị một ít lão gia nổ không gian lối đi. Sau đó từ trong hư không rơi xuống đi ra. Không sợ, Diệp Thần thần giác chợt buộc vòng quanh một nụ cười, nói còn có thời gian 2 ngày, hơn cướp vài cái cửu địch, hơn làm điểm hợp đạo thần khí, dù là hợp đạo thần khí tự bạo, không giết được tiên tôn và nửa bước tiên tôn, chỉ hoãn bọn họ tấn công là có thể. Huống chi, nhổ răng cọp, ta thích. Nhất là ở đây sao hơn tông phái dưới mắt, ta hơn nữa thích. Thêm nữa, Kỳ Lâm vấn đề không thể lại kéo, cũng chỉ có 10 vài ngày, nếu không thì chỉ có thể để cho Kỳ Lâm vĩnh viễn ngủ say. Tiên thiên độc tắc nghẽn kinh mạch. Thật nhiều con có thể kéo 28 ngày. Thời gian đến một cái, kinh mạch có thể trực tiếp tan vỡ, đưa đến tiên thiên độc lan tràn đến Kỳ Lâm mình trong cơ thể. Đến lúc đó, Kỳ Lâm sẽ không chết, nhưng là sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn ngủ say đi, lại không tỉnh lại có thể, cho nên, Diệp Thần không có lựa chọn. Được. Vậy ta bắt tay luyện chế không gian truyền tống trận. Đại khái cần 1 ngày thời gian, băng kiếm tiên tôn triệu tập 6 vị thần quân thần Phật, bắt đầu hành động. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lần này tất nhiên phải chịu đựng đồ sộ đại phong hiểm. Cuối cùng mình hay là thực lực quá yếu. Nếu không làm sao sẽ muốn như vậy từng bước vi doanh. Nếu như hắn là tiên tôn cường giả, có thể vẫy tay bây giờ liền có thể trấn áp hết thảy. Khi đó cứu Kỳ Lâm còn muốn như thế phiền toái. Diệp Thần thở dài một cái, đột nhiên, tầm mắt chú ý tới luân hồi mộ địa lưu động đạo đạo tia sáng thần bí hộp gấm. Từ tò mò, Diệp Thần vẫn là hướng hộp gấm đi. Vật này rốt cuộc lai lịch ra sao? Tại sao sẽ bị Độc Cô gia tộc Thiên Hương Các đạt được? Từ bảo khố bày thả đồ vị trí tới xem, Thiên Hương Các cũng không có cho rằng hộp gấm này cực kỳ trọng yếu. Sợ rằng hộp gấm này đối với người bình thường, chẳng qua là vật chân quý, mà đối với ta, mới có ý nghĩa. Dẫu sao ta nắm trong tay luân hồi mộ địa cái này cùng nghịch thiên tồn tại. Diệp Thần đi tới thần bí hộp gấm trước, năm ngón tay một chảo, hộp gấm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên, hắn phát giác cái gì,
hơi biến sắc mặt. Căn nguyên lực, bên trong lại lưu động căn nguyên lực. Ở Côn Lôn Hư, Diệp Thần cũng đã biết căn nguyên lực khủng bố. Hơn nữa huyết mạch hắn và căn nguyên lực cũng là tức tức tương quan. Nhưng là lưu động căn nguyên lực đồ vẫn là quá thiếu. Lại không nghĩ rằng, hộp gấm này bên trong giấu có huyền cơ. Còn chưa cùng Diệp Thần kịp phản ứng, Diệp Thần lại phát hiện căn nguyên lực thẩm thấu hộp gấm lên phong ấn. Phong ấn lại thần kỳ vậy mở ra. Rắc rắc, hộp gấm mở ra. Giờ khắc này, Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất. Chỉ gặp trong hộp gấm, yên lặng đứng thẳng một con cờ. Con cờ phảng phất là dùng đặc thù huyền thạch chế tạo, vô cùng là bất phàm. Toàn thân lưu động căn nguyên lực. Hơn nữa phía trên có khắc một cái giả dặn có lực chữ to. Đem, giống máu đỏ vậy sắc. Chỉ riêng liếc một cái, Diệp Thần lại có một loại cực mạnh cảm giác bị áp bách. Đây là thượng cổ đại năng máu tươi nơi tập trung. Tại sao phải khắc ở cái này con cờ trên? Diệp Thần thanh âm mới vừa rơi xuống. Vậy con cờ bỗng nhiên vỡ vụn, hóa là bột. Luân hồi mộ địa trên tựa như phun trào ra từng cơn tinh thần ánh sáng. Cuối cùng, ngôi sao này ánh sáng lại hội tụ thành một đạo hư ảnh. Đó là một cái tóc bạc hoa dâm ông già. Ông già cả người đạo bào, tiên khí mười phần, quanh thân đều là căn nguyên lực. Trong mắt hắn tựa như xuyên thấu thời gian. Ông già nhìn lướt qua chung quanh, khi thấy từng ngọn mộ bia, diễn cảm cực kỳ chấn động. Lại là phát ra một đạo tiếng kinh ngạc. Cái này, đây lại là luân hồi mộ địa, tên kia không phải thất bại sao, lại thành công. Sau đó, hắn phát giác cái gì, tầm mắt chợt rơi vào Diệp Thần trên mình. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác toàn thân không cách nào nhúc nhích, tựa như bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa. Trong cơ thể của ngươi, ông già tựa như bị cực lớn chấn động, bước ra một bước, xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Rồi sau đó, đầu ngón tay chợt một cái, một cổ kiếm ý tự thành. Kiếm ý phá vỡ Diệp Thần ngón tay. Một giọt máu tươi trôi lơ lửng ra. Lại là bay đến ông già hư ảnh trên tay. Ông già nhìn lòng bàn tay máu tươi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, luân hồi huyết mạch. Lại có người thức tỉnh luân hồi huyết mạch. Vậy bàn cờ, không có bại. Ha ha ha, lão phu cũng biết. Ông già điên cuồng đến trình độ cao nhất. Ước chừng 3 phút, ông lão nụ cười mới dừng lại, lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đáng tiếc, chính là thần vương cảnh, cảnh giới chân thực quá rác rưới. Hơn nữa luân hồi huyết mạch chỉ thức tỉnh một phần nhỏ, loại này nghịch thiên huyết mạch, rơi vào ngươi thằng nhóc này trên mình, đơn giản là phí của trời. Ngươi thực lực này, đừng nói cứu vậy trăm tòa mộ bia đại năng, nếu là bị những tên kia nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Sợ rằng bọn họ một cái ý niệm là có thể đem ngươi từ nơi này thế gian xóa đi. Diệp Thần hơi ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới mình ở ông già trong mắt lại có thể như thế không chịu nổi. Hắn mới vừa muốn hỏi cái gì, ông già lại nói, ngươi hiện đang tu luyện chính là công pháp gì? Mặc dù tu luyện công pháp là võ giả bí mật, nhưng là Diệp Thần biết ông già sẽ không đối với hắn ra tay, hơn nữa ông già là hắn gặp phải duy nhất một biết luân hồi mộ địa tồn tại. Loại người này tất nhiên có thể tháo ra hắn vô số nghi ngờ. Chợt, Diệp Thần chắp tay, thật nghiêm túc đem công pháp nói ra. Nhưng là, để cho Diệp Thần không nghĩ tới là, ông già diễn cảm thay đổi cực kỳ cổ quái, ngược lại hỏi Diệp Thần nói, người có luân hồi huyết mạch, lại có thể không tu luyện thần ma luân hồi quyết. Chẳng lẽ không có ai cho biết ngươi? Khó trách ngươi đến bây giờ mới bất quá là thần vương cảnh con kiến hôi. Lại là không có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Thằng nhóc, người có biết mạch máu ngươi là vô số người mơ tưởng cầu mong tồn tại sao? Thần ma luân hồi quyết. Diệp Thần cây bản chưa có nghe nói qua. Ông già gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó một chỉ điểm ra, một cổ cường đại tin tức lưu ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần đầu óc. Giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn bị thần ma luân hồi quyết trấn trụ. Công pháp này lại có thể hoàn mỹ dung hợp hết thảy thần vương đạo và quy luật lực. Không chỉ như vậy, hấp thu linh khí tốc độ vậy so bất kỳ công pháp nào gần 10 lần vượt quá. Tu luyện tới cuối cùng, vẫy tay bây giờ chính là căn nguyên. Thần ma tất cả sợ hãi. Thế gian vẫn còn có như công pháp này. Ngạc nhiên mừng rỡ hơn Diệp Thần vội vàng nhìn về phía ông già,
chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ông già nhìn Diệp Thần, thở dài một hơi, thằng nhóc, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cho ngươi thần ma luân hồi quyết là nghĩa vụ, nhưng là ngươi muốn hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch không như vậy dễ dàng. Ngươi bây giờ hẳn ở linh võ đại lục Tây Vực đi, Tây Vực có thể nói là linh võ đại lục yếu nhất địa phương, ngươi cách đám người kia khoảng cách còn rất xa xôi. Đám người kia thời gian ngắn không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Nhưng là, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ tiến vào đám người kia tầm mắt. Nếu như khi đó, ngươi không có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, ngươi sẽ chết. Lại càng không dùng mưu toan cứu luân hồi mộ địa trăm vị đại năng. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như thế giới quan bị phá vỡ, theo bản năng nói, chẳng lẽ còn có so huyết linh tộc mạnh hơn tồn tại? Huyết linh tộc, ông già ha ha cười một tiếng, ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ bất quá một góc băng sơn, chính là huyết linh tộc, ngươi lấy là thật có thể vây khốn vậy trăm vị. Huyết linh tộc sau lưng, còn đứng một đồ vật khổng lồ. Từ vừa mới bắt đầu, huyết linh tộc chẳng qua là con rối mà thôi. Con vật khổng lồ này, dù là thần long gia tộc và thánh long gia tộc lão tổ đều phải kiêng kỵ. Bây giờ, ngươi còn dám đối với vác cái thế lực đó. Giờ phút này, ông già có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, tựa như đang đợi Diệp Thần buông tha. Ở hắn trong mắt, cho dù có luân hồi huyết mạch và thần ma luân hồi quyết, không có một viên lòng kiên định, cũng vô dụng. Khởi liệu, một giây kế tiếp, Diệp Thần bước ra một bước, năm cái thần vương đạo phun trào ra, sát ý lạnh như băng và quyết tâm bao trùm mở. Mặc dù không biết cái thế lực đó kết quả là ai, nhưng là ta Diệp Thần chưa từng sợ hãi. Dù là bọn họ là thần trên trời, ta Diệp Thần vậy muốn đích thân bước lên thiên cung, đạp bể lăng tiêu. Đem bọn họ đạp luân hồi chi đạo. Lời này vừa nói ra, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Thần thao ý trời, luân hồi mộ địa trăm tòa mộ bia chấn động. Đồng thời, một đạo long ngâm và thú hống vang khắp vân tiêu. Huyết long hư ảnh ở thương khung hiện lên. Tán loạn thiên hạ. Tiểu hoàng hóa thân một đầu ngút trời cự thú, dữ tợn răng nanh. Một xanh một đỏ con ngươi, hoán phát thực cốt ý. Uy phong lẫm lẫm đến mức tận cùng. Một rồng một thú trấn thủ ở Diệp Thần bên người. Hình ảnh này, tựa như vạn thần khó địch. Ông già vốn đang đối với Diệp Thần khinh thị mấy phần, nhưng là làm hắn thấy huyết long và tiểu hoàng, hoàn toàn không bình tĩnh. Trong lòng lại nhấc lên cơn sóng thần. Làm sao có thể, bên người ngươi vẫn còn có cái này hai tên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn nhưng mà biết tiểu hoàng và huyết long sau lưng lai lịch. Như vậy huyết mạch, nếu như thức tỉnh và hồi phục, toàn bộ linh võ đại lục tất nhiên chấn động. Đến lúc đó, Diệp Thần đối với cái thế lực đó, cũng không phải là không thể được. Ông lão bóng người dần dần hư hóa, hiển nhiên hắn bản thân ngưng tụ thời gian liền có hạn chế. Giờ phút này, hắn chỉ có thể cưỡng ép chế trụ nội tâm chấn động, đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta lại nói cho ngươi một chuyện. Chuyện này vô cùng trọng yếu. Ngươi muốn thức tỉnh huyết mạch, chỉ có thần ma luân hồi quyết còn chưa đủ. Cái này thế gian phân bố 10 viên và luân hồi mộ địa căn nguyên nhất trí đá kỳ lạ, 10 viên đá kỳ lạ bị thời đại thượng cổ giống vậy có một vị luân hồi huyết mạch cao cấp cường giả đánh tạo thành 10 khối chấn thế chi bia, tên là luân hồi huyền bia. Luân hồi huyền bia trên, tràn đầy luân hồi huyết mạch lực. Ngươi như là tìm ra cái này 10 khối luân hồi huyền bia, hoàn toàn hấp thu. Huyết mạch tất nhiên thức tỉnh. Đến lúc đó, ngươi mới có tư cách đối kháng những tên kia. Nhớ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tìm được vậy 10 khối luân hồi huyền bia. Thức tỉnh huyết mạch. Ở không có thức tỉnh huyết mạch trước, dù sao cũng không nên cùng cái thế lực đó tiếp xúc. Dù sao cũng không muốn. Làm ngươi thức tỉnh huyết mạch ngày đó, tất nhiên thiên địa dị tượng. Vạn hùng chấn động, vạn ma sợ hãi, cửu u kêu rên. Lôi kiếp nuốt không? Vạn cổ chi năm, chỉ lần này một lần. Vậy liền ngày hôm đó, cái thế lực đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem người bóp chết. Còn nữa, cái thế lực đó kêu. Ông già lời còn chưa nói hết, ngay tức thì tiêu tán. Diệp Thần trơ mắt nhìn ông già biến mất, nhưng vẫn không có đạt được câu trả lời kia. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái thế lực đó rốt cuộc là cái gì, lại để cho nhiều cường giả như vậy kiêng kỵ. Bất quá, dưới mắt ta thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp, cho dù biết, chỉ sẽ ảnh hưởng đạo tâm, còn không bằng không biết.
Cũng may ta có thần ma luân hồi quyết, nếu như cơ duyên không tệ, tìm được vậy 10 khối luân hồi huyền bia, nói không chừng có thể thành tựu cao nhất chi đạo. Được rồi, hồi khách sạn tu luyện một phen thần ma luân hồi quyết đi. Diệp Thần thần hồn trở về bản thể, nhìn chăm chú bốn phía, mới vừa dự định rời đi, nhưng là đột nhiên nhìn thấy mấy người. Chính là Tu Hổ Lam các người. Tu Hổ Lam thằng nhóc này còn chưa có chết đây. Diệp Thần rõ ràng nhớ, binh khí tự bạo thời điểm. Hắn vậy đi Tu Hổ Lam bên kia ném vài kiện hỗn nguyên tiên khí và thần vương khí đã qua. Không nghĩ tới, không nổ chết hắn, ngược lại chỉ nổ chết hai cái hỗn nguyên cảnh trưởng lão. Nếu ngươi mới vừa rồi ở thời khắc mấu chốt đánh lén ta. Như vậy, ta vừa vặn còn cần một ít thứ, liền lấy ngươi hổ đao các trước khai đao. Diệp Thần kết hoàn nợ, ra quán trà, đi theo Tu Hổ Lam công tử và đao sẹo trưởng lão sau lưng, lấy chiến lực của hắn bây giờ và bí thuật, giống vậy cường giả muốn phát hiện hắn, khó lại càng khó hơn. Giờ phút này, trên đường phố, Tu Hổ Lam công tử cánh tay trái bị nổ được máu thịt rạn nứt. Đang chậm rãi khép lại bên trong, không ở nổi giận mắng, đáng chết xúc sinh, mệnh thật đặc biệt tốt, lại có thể chạy, còn muốn nổ chết bổn công tử. Sớm biết, trước một kiếm kia, liền đem toàn bộ binh khí thả ra ngoài, dù là giết không chết, cũng có thể kéo hắn. Lục Triển Nguyên có lẽ có thể bị thương nặng hắn, lại phối hợp Độc Cô gia trưởng lão, phỏng đoán đã bắn chết thằng nhóc kia, nơi nào còn có phía sau tử trận 100.000 người chấp pháp sự việc à. Hắn một đường hùng hùng hổ hổ đi, bên người đi qua không thiếu người chấp pháp. Thiên kiếm thành là đủ để chứa hơn 100 triệu sinh linh thành lớn, bên trong thành người chấp pháp hơn 1 triệu, bất quá tinh nhuệ nhất 100.000, đã Diệp Thần cho bị diệt. Những thứ khác 80-90 vạn người chấp pháp vận hành, ngược lại là đã trong thời gian ngắn ổn định thiên kiếm thành hỗn loạn. Công tử, tên tiểu xúc sinh này thực lực có chút cổ quái, chúng ta trước đừng có gấp chọc hắn. Đao sẹo trưởng lão đi theo Tu Hổ Lam công tử đi tới lui ngừng ngừng, vòng qua từng cái đường phố và ngõ hẻm, đi tới một nơi tĩnh lặng trên đường phố, Độc Cô gia tộc vậy mấy vị trưởng lão, tương đương với chúng ta đại trưởng lão cái này cùng tiêu chuẩn cao nhân, cũng thảm chết tại đây tiểu tử trong tay. Đáng hận, thật đáng tiếc, chúng ta có thể được cẩn thận nhiều hơn, vạn nhất xúc sinh này, dám can đảm tới đánh lén chúng ta có thể gặp không ở à? Hừ. Tu Hổ Lam công tử giận dữ quạt bay một cái đi ngang qua tán tu, hít thở sâu nói, tên tiểu xúc sinh này, sống không được bao lâu, hẳn bị trọng thương, đợi hồi chúng ta trở về cùng đại trưởng lão giao phó sau đó, tốt nhất mới đi ra liên lạc vài cái môn phái, tìm kiếm tiểu xúc sinh này tung tích. Tìm được tiểu xúc sinh này tung tích, có thể đạt được một chuôi hợp đạo thần khí. Hơn nữa không phải phái ta những cái kia đặc thù hợp đạo thần khí. Có thể để cho phái ta gia tăng một vị hợp đạo thần quân à. Giao 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 giao. Giao 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 giao. Hai người dần dần đi tới một nơi ánh sáng rực rỡ bốn phía bảo vệ chụp xuống. Nội bộ là một nơi biệt thự, hổ đao các võ giả mua chỗ này biệt thự, liền thiết lập xuống trận pháp, dù là trận pháp không mạnh, khá vậy được hợp đạo thần quân mãnh công mới có thể bể tan tành. Cái này kẻ hở, bọn họ liền có thể thông báo Độc Cô gia tộc tiếp viện. Ban đêm, độc hành khách chém giết, Độc Cô gia tộc bỏ mặc. Nhưng là tới tiểu tông phái, Độc Cô gia tộc vẫn là sẽ quản. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Hai vị, là muốn giết ta. Ta người này không thích uy hiếp, nếu các người đối với ta sinh ra uy hiếp, vậy ta có phải hay không nên xóa đi? Diệp Thần sừng sững gian xuất hiện ở trước người hai người, thần giác triển lộ ra một nụ cười, giống như quỷ mị vậy. Chờ tay Chu Thần kiếm rạch một cái, một cổ mất đi kiếm khí, chạy thẳng tới đao sẹo trưởng lão đi. Nghe được cái này thanh âm, Tu Hổ Lam và đao sẹo trưởng lão cũng bối rối. Khắp thành cũng đang siêu tầm tiểu tử này bóng người. Thằng nhóc này không chỉ không có chạy, ngược lại đến cửa chịu chết. Đây là thật không có sợ hãi. Bất quá, lạnh như băng kiếm khí ngay tức thì để cho hai người thanh tỉnh. Tu Hổ Lam công tử xoay người chạy. Diệp Thần liền Lục Triển Nguyên cũng có thể một đao chém chết, hắn một cái thần vương cảnh người đỉnh cái gì dùng à. Nửa đao sẽ không có. Hắn liền lăn một vòng hướng bảo vệ che chở phóng tới, đồng thời lấy ra lệnh bài, muốn đi vào. Bên cạnh, vậy một đạo mất đi kiếm khí, ở giữa không trung phân hóa là ba nói,
đao sẹo trưởng lão chỉ là chặn lại hai đạo, còn có một đạo mất đi kiếm khí đánh trúng hắn bả vai. Phịch! Đao sẹo trưởng lão lăn dưới đất lên, ngực bị xuyên thủng, nhưng là thần sắc hoảng sợ, nói, ngươi lực lượng không đúng, đó không phải là ngươi lực lượng. Mới vừa rồi, Diệp Thần một đao có thể chém chết Hỗn Nguyên cửu tầng thiên đỉnh cấp lục triển nguyên. Giết hắn! Chỉ là để cho hắn bị thương nhẹ. Tình huống không đúng. Rất hiển nhiên, tăng lên thực lực đan dược, dược liệu đã qua. Giờ khắc này, đao sẹo trưởng lão ngược lại là không có hốt hoảng, ngược lại khóe miệng xuất hiện một đạo nụ cười lạnh như băng. Hắn rất rõ ràng, thằng nhóc này không chỉ không có năng lực tăng lên thực lực, hơn nữa tất nhiên còn bị trọng thương. Nếu ngươi thực lực không đủ, vậy ta, đao sẹo trưởng lão đang chuẩn bị, nhưng khinh thường tự thân biến hóa, hắn sức sống lại đang cấp tốc chạy mất. Ngươi lại dùng mất đi. Thoáng qua gian, hắn phảng phất từ lão đầu hóa thành một bộ xương trắng, ngay sau đó xương trắng hóa thành một đoàn phấn vụn bay tản ra tới, giống như là chết đi triệu năm vậy. Liền nói chuyện tư cách cũng không có. Vị này Hỗn Nguyên cảnh lục tầng thiên nội môn trưởng lão. Trực tiếp bỏ mạng ở Diệp Thần trong tay. Đây cũng là tịch diệt chi đạo khủng bố. Đang chờ ngươi mở bảo vệ che chở đâu. Làm không tệ. Diệp Thần tung người nhảy một cái, nắm Tu Hổ Lam công tử, trực tiếp tiến vào bảo vệ trong lồng, một khắc sau, nguyên bản mở ra lối đi sừng sững biến mất, trận pháp như thế, có thể chịu đựng ở hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên tầng thứ chiến đấu. Vừa vặn hợp tâm ý của mình, giải quyết những người này, ít nhất phải đệ nhị thiên tài sẽ bị phát hiện. Ai? Lá gan lớn như vậy, dám xông ta Hổ Đao Các chi địa. Tự tìm cái chết. Ba đạo chợt quát tiếng truyền tới. Hổ Đao Các đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão trực tiếp liều chết xung phong ra, theo sát phía sau hơn 10 vị Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ hộ pháp, thậm chí còn có gần 100 vị Hỗn Nguyên cảnh trung học cơ sở kỳ trưởng lão, hơn 10 vị thanh niên đệ tử giết tất cả đi ra. Đại trưởng lão ngưng mắt nhìn mang mặt nạ Diệp Thần, cảm giác hết sức xa lạ, bọn họ một mực ở trong nhà, tự nhiên còn không có nhận ra được ngoại giới hỗn loạn, vì vậy đối với Diệp Thần nói, chính là thần vương cảnh ngũ tầng thiên, cũng dám tới sông ta Hổ Đao Các chi địa. Không biết sống chết, giết, nhị trưởng lão trực tiếp điều động tất cả đại trưởng lão, vây lại Diệp Thần, thanh niên đệ tử cửa, đều ở đây bên cạnh xem cuộc chiến, tựa hồ muốn xem cái này không biết sống chết thần vương cảnh người, sẽ như thế nào chết thảm ở các trưởng lão thủ hạ. Thần vương cảnh, cũng không phải là hợp đạo cảnh. Đánh vào chúng ta nơi này. 100% tự tìm cái chết. Ba cái hợp đạo cảnh. 107 cái Hỗn Nguyên cảnh. 20 cái thần vương cảnh, nhập thần cảnh. Chút thực lực này, ta thích, tin tưởng các ngươi trên mình chắc có thứ ta cần. Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh nụ cười, chút nào không để ý tới sẽ Hổ Đao Các đại trưởng lão đe dọa, nói, ba vị thần Phật, mời đi ra, giúp ta ngăn trở ba lão gia hỏa này. Hắn khua kiếm chỉ đối diện. Cười nói, những người khác, toàn bộ giao cho ta. Được. Trụ trì có lệnh, từ làm tuân theo. Ngay lập tức gian, ba đạo thần quang từ Diệp Thần trong cơ thể trào hiện ra. Hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên dược sư Phật, hợp đạo cảnh tứ tầng thiên nguyệt quang Phật và nhật quang Phật, liên thủ hướng Hổ Đao Các ba vị trưởng lão giết về đi. Làm ba vị thần Phật xuất hiện, Phật quang tràn ngập. Pháp lực vô biên. Mà Hổ Đao Các mọi người nhưng là hoàn toàn bối rối. Rõ ràng bình phong che chở cũng đóng cửa, vì sao đột nhiên xuất hiện ba vị thần Phật cường giả? Chẳng lẽ là thằng nhóc này dùng bí pháp kêu gọi? Đây chính là hợp đạo cảnh cường giả à? Bọn họ lại một chút phát hiện cũng không có. Mắt xem ba đạo ý định giết người sắp hạ xuống. Tình huống có biến. Tất cả trưởng lão đồng thời lên. Đại trưởng lão vừa dứt lời. Liền bị dược sư Phật cuốn lấy, hai người đánh được khó phân nan giải. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão, cũng bị ngày nguyệt quang Phật ngăn lại. Sáu vị hợp đạo cảnh thần quân, thần Phật giao thủ, chốc lát gian phá hủy mảng lớn nhà, cũng may nhà địa vực bát ngát, ngày thường có thể ở hơn ngàn người, triển chuyển không gian còn đủ, nếu không nếu là đánh ra, lại dẫn tới Độc Cô gia tộc chú ý, Diệp Thần cũng chỉ có thể lại bỏ chạy. Chớ chạy! Các ngươi! Là ta. Diệp Thần một kiếm ngăn trở ba vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão, xoay người một quyền cách không đánh giết ba vị thần vương cảnh thanh niên đệ tử.
hổ đao các ở Tây vực khu vực này, lấy đốt giết cướp bóc nổi tiếng. Bất cứ một người đệ tử nào trên tay cũng dính không biết nhiều ít người vô tội máu tươi. Mà Diệp Thần đi cũng là sát đạo. Vừa vặn dùng những người này máu tươi, hiến tế những cái kia vô tội mà chết tán tu. Giết! Giết chết tên tiểu tạp chủng này. Giết tên tiểu súc sinh này, lại đi giúp các trưởng lão, giải quyết vậy ba vị thần Phật. Trong chốc lát, hơn trăm vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão vây giết tới đây, từng chuôi hỗn nguyên tiên khí bắn ra. Diệp Thần thân hình nếu như quỷ mị, nhanh chóng chạy ra khỏi bị phạm vi công kích, dựa sát vào gần nhất nhóm hỗn nguyên cảnh trưởng lão bên người, tay trái bánh xe động diệt hồn ma thần thương, tay phải múa chu thần kiếm, thi triển ra ngày tháng càn khôn, diệt thiên tam tuyệt thương. Theo đạo đạo bạo liệt thanh âm truyền ra, bảy vị hỗn nguyên cảnh sơ kỳ trưởng lão, bỏ mạng ở Diệp Thần trong tay. Bịch bịch, sắc sắc. Diệp Thần chống cự ba vị hỗn nguyên cảnh hậu kỳ trưởng lão công kích, trào máu bạo lùi lại mấy bước, nói, sư tôn cho ta chút lực lượng, ta mau sớm tàn sát bọn họ. Thân xác của bọn chúng, có thể luyện chế chiến khôi. Được. Chú ý, đừng để cho chiến đấu hơi thở tràn ra đi ra ngoài. Băng kiếm tiên tôn chỉ điểm một câu, liền chuyển vận một cổ lực lượng cho Diệp Thần. Ngay lập tức gian, Diệp Thần hơi thở có thể so với hợp đạo cảnh nhất tầng thiên thần quân. Chiến lực mạnh hơn, tiến vào hỗn nguyên cảnh các trưởng lão bên trong, giống như chó sói nhập bầy cừu, quyền cước dưới là được bắn chết từng vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão. Chu thần kiếm hạ, mỗi một đạo kiếm khí, cũng có thể bắn chết hai ba vị trưởng lão. Diệt hồn ma thần thương, có ở đây không diệt thần vương đạo và mất đi thần vương đạo dưới sự tương trợ, một phát súng liền có thể xuyên thủng năm ba vị trưởng lão. Phốc suy, bót sát, phốc phốc. Vô số máu tươi tung tóe ra, năm xưa, hổ đao các từng vị hoành hành bá đạo hỗn nguyên cảnh trưởng lão. Giờ phút này, giống như gà chó vậy bị Diệp Thần tàn sát. 30 vị thanh niên đệ tử, càng còn mở chiến ngay tức thì liền bị Diệp Thần cách không đánh chết. Không không không, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải như vậy, chúng ta hổ đao các không có đắc tội các ngươi à? Đại trưởng lão bị dược sư Phật giết được từng bước bạo lui. Thân xác cũng đang nứt nẻ, bi thảm hỏi, vì sao? Tại sao? Ngươi hỏi chúng ta tại sao? Ngươi hẳn đi hỏi các ngươi tu hổ lam. Dược sư Phật một kiếm đại trưởng lão ngực, theo máu tươi tung tóe, hắn lại lần nữa một trưởng đánh bay đại trưởng lão, nói các ngươi cái gọi là công tử tu hổ lam, ở chúng ta chủ trì và lục triển nguyên trong kịch chiến, lại có thể âm thầm đánh lén, suýt nữa làm chúng ta chủ trì bị thương thật nặng. Sau đó... càng là muốn tìm kiếm chúng ta trụ trì tung tích. Như vậy, chúng ta chưa bao giờ đắc tội qua các ngươi, mà các ngươi nhưng khắp nơi muốn chúng ta chết, như vậy, các ngươi có nên hay không diệt? Tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đạo tiếng nổ truyền ra. Một vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão tự bảo. Bị Diệp Thần giết được trực tiếp tự bảo, dự âm nhưng là còn làm bị thương Diệp Thần một chút, Diệp Thần tốc độ nhanh hơn, mắt thấy 107 vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão. Giờ phút này chỉ còn lại hơn 40 vị, đánh tiếp nữa, hổ đao các là tất diệt. Ta hiểu ý, là lỗi của chúng ta. Nhưng là, có thể hay không, không muốn lại giết liền ta, ta van cầu các ngươi à. Đại trưởng lão cặp mắt cũng đang rỉ máu, đây chính là từ cái môn phái, tự mình ra tài à, tổn thất không dậy nổi à. Hổ đao các nguyên bản chỉ có hai vị hợp đạo cảnh thần quân, ngược lại là tới thiên kiếm thành ngày này, tam trưởng lão có cảm ứng. Luyện hóa một chuôi tầm thường hợp đạo thần khí, không có chết dưới trực tiếp thành tựu hợp đạo cảnh nhị tầng thiên. Giờ phút này, tam trưởng lão cùng Nguyệt Quang Phật chém giết chung một chỗ. Lại có thể lấy thấp hai cái nhỏ cảnh giới hoàn cảnh xấu, rất miễn cưỡng chống lại ở Nguyệt Quang Phật công kích. Nguyệt Quang Phật, hợp đạo cảnh tứ tầng thiên, cho dù là mới vừa tiến vào hợp đạo cảnh, giống vậy tam trưởng lão vậy là mới vừa tiến vào hợp đạo cảnh. Hai người lại có thể đánh được khó phân nan giải, như một màn này, chính là hổ đao các đại trưởng lão và Diệp Thần đều có chút lạ thường. Ba vị thần Phật, phốc. Các vị, chúng ta nguyện ý giao ra đồ, mời các ngươi thả chúng ta hổ đao các rời đi. Đại trưởng lão lời nói bây giờ lại bị dược sư Phật một kiếm xuyên thủng ngực, hư thể kỳ cấp 7 thân xác lộ vẻ được vô cùng suy nhược, phiêu tán hạ đạo đạo màu băng lam huyết dịch ở giữa không trung ngưng kết là kết tinh thể.
hoàn toàn không có một tia mùi máu tanh, nhưng ngược lại là có chút thêm mỹ. Bình bịch bịch, Dược Sư Phật toàn lực mãnh công, cơ hồ đè đại trưởng lão đánh. Các vị, chúng ta nguyện ý thần phục, đừng nữa giết. Đại trưởng lão thật muốn khóc. Bọn họ Hổ Đao Các mặc dù giết người không thiếu, nhưng là vậy chưa bao giờ thế lực dám đối với hắn như vậy cửa ra tay à. Vốn cho là bước vào nơi đây, có thể thu hoạch không nhỏ. Lại không nghĩ rằng, Hổ Đao Các tất cả mọi người phải bỏ mạng nơi này. Mấu chốt đến bây giờ, bọn họ cũng không có hiểu, bọn họ Hổ Đao Các và ba vị này thần Phật là dạng gì huyết hải thâm cừu. Đại trưởng lão thân xác lăn trên mặt đất, hai bên nhà cửa đều bị kiếm khí tách ra, vị này hợp đạo cảnh tam tầng thiên trưởng lão, cho dù tiến vào hợp đạo cảnh thời gian xa ở Dược Sư Phật trên, nhưng là thuần túy lực lượng chênh lệch, nhưng là để cho hắn khó mà ngăn trở Dược Sư Phật mãnh công, chỉ có thể một mặt cầu xin tha thứ một mặt đối kháng. Bình bịch bịch, rắc rắc, bên cạnh, vô số máu tươi phún ra ngoài. Diệp Thần một phát súng chọn giết một vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão. Xoay người một kiếm xuyên thủng hai vị hỗn nguyên cảnh trung kỳ trưởng lão, giết hỗn nguyên cảnh trưởng lão, giờ phút này giống như giết gà vậy đơn giản, lại là trực tiếp coi thường rất nhiều không gian phép tắc tấn công, cưỡng ép xông vào hơn 10 vị hỗn nguyên trưởng lão bên trong, tiến hành mạnh giết. Không không không, chúng ta rốt cuộc trêu chọc phải ai à? Chuyện gì xảy ra, cái này cùng sát thần, cái này cùng ma quỷ, là ai trêu chọc qua tới? Hổ Đao Các nhị trưởng lão đôi mắt sắp nứt, dù là bính sát tứ chi gãy lìa, vẫn như cũ khó mà chạy ra khỏi Nhật Quang Phật phạm vi công kích, khó mà đi giải cứu những cái kia hỗn nguyên cảnh trưởng lão, không ở trong lòng rên rỉ muôn vàn. Bọn họ Hổ Đao Các, mặc dù áp tải tới không thiếu hợp đạo thần khí, nhưng đều là đặc thù kiểu hợp đạo thần khí, tầm thường hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp võ giả không cách nào dùng à. Giống như này, bọn họ đi tới Thiên Kiếm Thành sau đó, đều cẩn thận. Chưa bao giờ có cản rỡ cử chỉ, vì sao còn gặp phải này cùng diệt tuyệt tấn công? Bọn họ làm sai chỗ nào? Vì sao sẽ đắc tội cường đại như vậy tồn tại? Cũng may, Hổ Lam công tử và Đao Sẹo trưởng lão đã chết, nếu không bọn họ nếu là còn sống, cũng có thể làm cho bi như vậy tam trưởng lão và đại trưởng lão, sống sờ sờ bóp chết. Cầu xin tha thứ. Như thế nào cầu xin tha thứ pháp? Diệp Thần chợt dừng lại trong tay giết hại. Một trưởng đánh ra, đẩy lui hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão, nhìn về phía xa xa đại trưởng lão, hỏi, người muốn như thế nào cầu xin tha thứ? Nếu đối phương cầu xin tha thứ, mấu chốt lại là hợp đạo cảnh thần quân, khá làm khó được. Phật đạo độ hóa phương pháp, ngược lại là có thể vận dụng. Ta Hổ Đao Các nguyện ý sáp nhập vào các hạ. Mời các hạ lượn quanh chúng ta một mạng. Đại trưởng lão thương thích khắp người. Không thể không hướng Diệp Thần ôm quyền cầu xin tha thứ. Tương đối phù hợp, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, cũng đều bị ngày Nguyệt Quang Phật đè xuống, Hổ Đao Các ba vị trưởng lão, đều bị áp chế ở Diệp Thần trước người. Nếu ngươi yêu cầu tha, ta cũng tiếp nhận. Toát ra thần hồn của các ngươi chỗ sâu, ta bày cấm chế, là được tha các ngươi vừa chết. Diệp Thần cho tới bây giờ không phải mềm lòng chùn tay người. Mặc dù Hổ Đao Các bên trong đại đa số trưởng lão, không có giết hắn tâm, nhưng là Hổ Lam công tử đã có giết hắn ý, hơn nữa chi tiền chuyến đi động. Hổ Đao Các mọi người, tất nhiên cùng theo. Dứt khoát, trước thời hạn động thủ, độ hóa ba vị trưởng lão. Đối với lần này cướp đoạt độc cô ra buổi đấu giá cũng có kỳ dùng. Cái này, được, đại trưởng lão thở dài một tiếng, cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão đối mặt. Nói chúng ta Hổ Đao Các đắc tội cái này vì tiền bối, kỹ không bằng người, có lẽ như vậy, còn có thể để cho ta Hổ Đao Các cất giữ một chút căn cơ. Ở Linh Võ Đại Lục, không có cái gì là sai, duy nhất sai, chính là thực lực không đủ. Tu luyện một đạo, đạp trời đường, cùng thiên địa vạn vật chống lại, cùng vô số đồng đạo đối kháng chém giết, cướp đoạt tài nguyên. Ai mạnh lớn, người đó chính là chính nghĩa. Ai liền có thể điều khiển tánh mạng của người khác, ví dụ như Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần ngày hôm nay không có luân hồi mộ địa, bây giờ quỳ xuống đất, mở cửa thần hồn cấm chế chính là hắn. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Dần dần. Diệp Thần sau lưng hiện ra một cái độ hóa thần vương đạo Phật môn thần vương đạo, đạo đạo bạch chỉ sáng bóng, lấy tốc độ cực nhanh bay nhảy ra,
trực tiếp tràn vào ba vị trưởng lão thần hồn bên trong, đồng hóa đồng thời, phai mở ba vị trưởng lão vốn là chủ thể ý thức. Rất nhanh, ba vị trưởng lão thương thế khôi phục không thiếu, quanh thân quanh quẩn vô số Phật quang, lộ vẻ được vô cùng thành tốt và ánh mắt cũng sẽ không thuần túy, tuy là sinh mệnh thể, nhưng đã không có tự chủ năng lực suy tư, cho nên chắp hai tay, hướng Diệp Thần cúi người, ngờ nghệch nói, chủ nhân. Độ hóa. Độ hóa thần vương nói, tu chính là Phật môn độ hóa lực, nhưng đối với thiên địa vạn vật sinh linh sử dụng. Bị độ hóa võ giả, lại không có mình chủ thể tư tưởng, từ nay về sau chỉ là một cái hoạt tử nhân, triệt triệt để nghe theo thi triển độ hóa người mệnh lệnh, liền giống như ba vị trưởng lão như vậy, chính là nửa điểm tâm làm phản cũng sẽ không có. Rốt cuộc là ai, tống táng chúng ta hổ đao các à? Ba vị trưởng lão bị độ hóa, chúng ta vậy. Xa xa, may mắn còn sống sót hổ đao các 23 vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão, đều là một mặt ảm đạm. Bây giờ, ba vị hợp đạo trưởng cứ bị độ hóa, hắn dư trưởng lão hơn nửa bị giết, tinh nhuệ đệ tử cho một mồi lửa, từ nay về sau, hổ đao các sa sút, dù là liền tam lưu hạ cùng tông phái, cũng không bằng đi. Rào 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 rào, rào rào, Diệp Thần hướng 20 hơn vị hỗn nguyên trưởng lão, đánh ra mình độ hóa lực. Giống vậy độ hóa liền bọn họ, không ở vui vẻ nói, độ hóa phương pháp, quả nhiên so càn khôn kiếm ấn tới tốt. Càn khôn kiếm ấn, là cưỡng ép phong ấn, giống như là chỉ là ở địch người bên cạnh nằm vùng một cái bom. Kẻ địch làm phản, mình sẽ biết, đồng thời cũng có thể cho lựu đạn nổ, giết chết kẻ địch. Nhưng là độ hóa có thể cũng không giống nhau, bị độ hóa võ giả, từ sâu trong nội tâm sùng bái Diệp Thần, không thể nào có nửa điểm dị tâm. Trụ trì. Hổ đao các lần đấu giá này sẽ bảo vật cũng lục soát xong. Nguyệt Quang Phật lấy ra hai cái càn khôn giới chỉ, đưa cho Diệp Thần, không ở cười nói, không nghĩ tới, hổ đao các lại có thể sẽ có đặc thù hợp đạo thần khí à, xem ra lần này bố trí càn khôn thiên long trận, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn à. Đặc thù hợp đạo thần khí. Diệp Thần sững sốt một chút, thần hồn lực quét nhìn càn khôn giới chỉ nội bộ, một mặt mờ mịt. Hỏi các vị sư tôn, vì sao là đặc thù hợp đạo thần khí? Đặc thù hợp đạo thần khí là chỉ trừ đi ẩn chứa thuần túy thời gian pháp tắc, còn ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, quang ám sấm gió cùng chín cổ lực lượng hợp đạo thần khí. Băng kiếm tiên tôn trong tay nâng lên một chuôi màu xanh nhạt hợp đạo thần khí, nói tầm thường hợp đạo thần khí, chỉ là do hợp đạo cảnh yêu thú, cũng hoặc là tiên thú, ma thú lòng hạch và yêu hạch. Lại phối hợp một chút yêu tộc tay chân và vật liệu luyện khí, chế tạo mà thành. Còn như phẩm cấp, hợp đạo thần khí trung tâm hạch và yêu hạch cấp bậc, chính là yêu thú phẩm cấp, yêu thú cấp bậc càng cao, tạo ra hợp đạo thần khí lại càng mạnh. Tỷ như, giết một đầu hợp đạo cảnh tam tầng thiên yêu thú, liền có thể luyện chế ra tam phẩm hợp đạo thần khí. Giết hợp đạo cảnh thất tầng thiên tiên thú, ma thú, giống vậy có thể luyện chế ra cấp 7 hợp đạo thần khí. Diệp Thần sững sốt một chút, quay lại nhìn về phía Chu Diệt Thần Quân, hỏi, đã từng, thợ rèn tôn, có thể luyện chế hợp đạo thần khí, ta nhớ Côn Luân chúng ta hư, không có như vậy nhiều hợp đạo cảnh hung thú đi. Đồ Nhi, đó là người bây giờ nhìn thấy tình huống. Vạn năm trước, Côn Luân hư vậy như linh võ đại lục vậy, các nơi đều là tiên thú, ma thú. Cuối cùng vạn năm trước, vậy một đời Côn Luân hư đứng đầu phát động cuộc chiến đỉnh cấp. Tàn sát Côn Luân hư liền nhập thần cảnh trở lên tất cả thú tộc. Chu Diệt Thần Quân đến lúc đó nói, khi đó, thu giao nộp tới đây yêu hạch, đều bị đặt ở khoảng cách trấn đan hư cách đó không xa một nơi không trung sâu thẳm bên trong. Mọi người cũng đều biết. Nhưng là, có tư cách lấy dùng chỉ có Trần An Bình một cái. Có hàng loạt hợp đạo cảnh thú vật yêu hạch, cộng thêm lên một số thời gian pháp tắc, hắn mới có thể chế tạo ra không thiếu hợp đạo thần khí. Hợp đạo thần khí. Sở dĩ gọi chi là hợp nói, liền muốn đem thân xác cùng đại đạo tương hợp. Phải ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh, cùng với thời gian pháp tắc. Chính giữa lực lượng nguồn là cái gì? Là bị săn giết yêu thú yêu hạch, thời gian pháp tắc là để cho võ giả trong cơ thể sinh ra thời gian pháp tắc lực, từ đó có thể tự mình tu luyện đồ. Tầm thường hợp đạo thần khí. Lực lượng đến từ hung thú, cho nên bính sát thời điểm. Bùng nổ một kích toàn lực, liền sẽ có hung thú hư ảnh có hiện ra. Còn như đặc thù hợp đạo thần khí,
Băng kiếm tiên tôn thần giác mở ra một nụ cười, nói, đó chính là không áp dụng thú vật lòng hạch và yêu hạch tạo ra hợp đạo thần khí, bình thường áp dụng chính là ngũ hành nguyên thạch và sấm gió quang ám bốn loại thần thạch, tạo ra hợp đạo thần khí. Nghe được băng kiếm tiên tôn giải thích, Diệp Thần thuận thế tiếp xúc những cái kia đặc thù hợp đạo thần khí, phát hiện nội bộ quả nhiên không có tầm thường hợp đạo thần khí như vậy đậm đà mạnh mẽ khí huyết lực lượng, ngược lại là có một cổ nhu hòa hệ nước linh lực và bộ phận thời gian pháp tắc. Diệp Thần tỉ mỉ kiểm tra đoạt lại tới 11 chuôi đặc thù hợp đạo thần khí, mới rõ ràng nói, đặc thù hợp đạo thần khí, lực công kích tuy mạnh, nhưng là không có yêu thú khí huyết lực, không cách nào để cho hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp võ giả lột xác. Đặc thù hợp đạo thần khí và tầm thường hợp đạo thần khí bây giờ. Chỉ là luyện chế con đường không giống nhau, cái trước không cách nào để cho người phá cảnh, nhưng sức chiến đấu nhưng là so người sau cường đại hơn được nhiều. Cái trước dùng để bày trận, cực kỳ tốt nhất. Hổ đao các, hẳn ở nơi nào đó di chỉ bên trong tìm được những thứ này đặc thù hợp đạo thần khí. Bất quá vậy coi là xui xẻo, không trông nom 11 chuôi hợp đạo thần khí, mà không có biện pháp để cho trưởng lão trong môn luyện hóa lên cấp, vậy coi là bi như vậy. Diệp Thần chợt cười một tiếng, thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, đồng thời mấy vị sư tôn cũng đang luyện chế hỗn nguyên cảnh chiến khôi. Hắn quét mắt lớn như vậy biệt thự, nói các ngươi ba cái, mỗi người ẩn núp đi. Hai ngày sau đó, ta sẽ có mệnh lệnh truyền đạt cho các ngươi. Tuân lệnh, chủ nhân, ba vị trưởng lão đần độn gật đầu một cái, đều tự tìm địa phương ẩn núp, hợp đạo thần quân muốn phải giấu giếm, không giống cấp tìm kiếm, nếu không ai cũng không phát hiện được bọn họ tung tích. Diệp Thần đổi mặc trường bào, bình thản không có gì lạ đi ra biệt thự, hướng những địa phương khác đi tới. Nửa đường bên trong lời nói, độ hóa thần vương đạo. Có lẽ ta có thể đối thoại một ít ma đạo môn phái hợp đạo thần quân. Đến lúc đó, vượt quá chiến khôi và tiên khí tự bạo, còn có những thứ này bị ta độ hóa hợp đạo thần quân. Cũng có thể là ta sử dụng, ngăn cản những cái kia lão yêu quái. Tạo hóa cảnh tiên tôn. Toàn lực ra tay dưới, dù là Diệp Thần có luân hồi mộ địa vậy không sức lực. Huống chi. Lần đấu giá này sẽ trả lại cho có 5 vị trí hơn, cùng với một ít tàn nhẫn hợp đạo cảnh cửu tầng thiên độc hành khách, đến lúc đó, hắn sẽ là lớn nhất mục tiêu. Hậu thủ chuẩn bị không đủ hơn. Đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu vũ thần quân lời nói, đồ nhi, luân hồi mộ địa dò xét đến thiên kiếm thành ma đạo môn phái, đã đến gần hơn 100 cái. Ngược lại là có thể độ hóa bọn họ. Bọn họ ngày thường lấy tàn sát sinh linh tu luyện, vốn là đáng chết hạng người, chúng ta tương trợ ngươi. Cái này một đêm, có lẽ chúng ta có thể độ hóa không thiếu hợp đạo thần quân, hai ngày sau hành động sẽ tốt hơn. Được, Diệp Thần đạt được rất nhiều sư tôn lời nói, liền hướng không thiếu ma đạo môn phái địa chỉ chạy tới. Tiến vào thiên kiếm thành ma đạo môn phái cũng ở trong thành mua nhà, giống vậy thiết lập có bảo vệ che chở, có thể ngăn trở hợp đạo thần quân mãnh công. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần thừa dịp những thứ này ma đạo môn phái tiến hành bình thường ra vào thời điểm, trực tiếp lăn lộn đi vào. Đêm đến nửa đêm, rồi đến sáng sớm. Diệp Thần mình cũng không biết cảm hóa liền nhiều ít ma đạo võ giả. Phật và ma, vốn là thế bất lưỡng lập tồn tại. Hắn như thành Phật, thiên hạ vô ma. Hắn như thành ma, Phật thế nào hắn vì sao? Đây cũng là Phật ma chi bàn về. Dĩ nhiên. Cũng may những ngày qua kiếm thành ma đạo tông môn không hề mạnh, nếu không Diệp Thần cũng không khả năng dễ như trở bàn tay cảm hóa. Nếu như ma tộc, cũng hoặc là cao cấp ma đạo tông môn, Diệp Thần còn không có thi triển độ hóa thần vương nói, liền bị chém chết. Đang bảo vệ che chở bên trong phát sinh hết thảy, tin tức và khí tức không hiện lộ bên ngoài, trên căn bản không người có thể phát hiện bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Theo Diệp Thần tấn công cái cuối cùng ma đạo môn phái thiên ma phái lúc, một vị thiên ma phái hợp đạo thần quân cảnh trưởng lão tự bạo, vỡ nát bên ngoài bảo vệ che chở, lúc này mới hấp dẫn những võ giả khác chú ý. Một đạo tiếng nổ kịch liệt truyền giao ra, vậy cổ tràn ra thời gian pháp tắc lực, theo máu thịt và dư âm bay tản ra tới, dẫn được chung quanh những môn phái khác nhà bảo vệ che chở, cũng đang kịch liệt chập chờn, thậm chí còn ngoài trăm dặm khu bình dân ở giữa nhà. Đều ở đây kéo ra mảng lớn sụp đổ. Tất cả võ giả ngẩng đầu ngưng nhìn bầu trời. Hạ nổi lên mưa máu,
cái đó tiêu tán uy lực, để cho hắn tâm thần run rẩy. Xa xa, thiên tháng các bên trong Bách Lý Tuyết Ngưng nhìn sang, thân hình hơi hơi run rẩy, một mặt mờ mịt, làm sao có thể, bên trong thành lại có hợp đạo thần quân, tự bảo. Hợp đạo cảnh thần quân tự bảo, thiên địa khóc tỉ tê, thần vương đạo vỡ nhỏ, hoàn toàn đoạn tuyệt luân hồi chuyển kiếp hết thảy cơ hội. Bên cạnh, Bách Lý gia tộc hợp đạo trưởng lão chợt có chút cảm động lây, dài hô một hơi, nói, là thiên ma phái nhị trưởng lão, bị người ép được tự bảo. Ngày đó ma phái trưởng lão sở thích giết hại, nhưng mà diệt không thiếu tông môn, tây vực không thiếu tông môn sợ hãi hết sức, hôm nay làm sao luân lạc đến đây, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Tự bảo, không phải là bị chém chết, không phải là bị trấn áp. Tự bảo toàn thân thần hồn và linh lực, hóa thành một kích mạnh nhất, làm ra lấy mạng đổi mạng công kích. Lấy hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất làm giá, phát ra đạo này công kích. Rốt cuộc là ai? Như vậy tàn nhẫn, lại có thể giết tới ma đạo môn phái, còn ép một vị ma đạo hợp đạo ma quân tự bảo. Xa xa, vô số võ giả trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Trước đây thần bí mặt nạ thanh niên tiêu diệt thiên hương các, chu diệt độc cô gia trưởng lão, lại đến bây giờ thiên ma phái trưởng lão tự bảo, mọi người mơ hồ đánh hơi được một tia tử vong cảm giác. Tất cả mọi người đều bị một cổ vô hình sợ hãi bao phủ. Khó chịu đến mức tận cùng. Chẳng lẽ lần này Tây vực buổi đấu giá, xảy ra đại sự? Cùng lúc đó, trăm dặm ra ngoài. Một cái khăn che mặt thiếu nữ cưỡi một đầu phẩm cấp cực cao yêu thú từng bước một hướng Tây vực phương hướng cuồng bạo đi. Thiếu nữ hiện lên từng cơn hàn băng ý. Bên người đi theo một cái da thịt trắng noãn nha hoàn. Càng quỷ dị hơn là, nha hoàn tu vi và hơi thở, lại cao hơn thiếu nữ. Che mặt thiếu nữ chính là Ngụy Dĩnh. Bạch Nhi, khoảng cách chỗ đó còn bao lâu nữa? Bạch Nhi nhìn một cái bản đồ, nhíu mày một cái. Sau đó cung kính nói, cung chủ, đại khái còn muốn nửa ngày thời gian. Cung chủ, vậy chỉ là một tin đồn, vạn nhất cái đó Diệp Thần không phải ngươi muốn tìm Diệp Thần đâu. Ngụy Dĩnh khẽ mỉm cười, nhìn một cái trên tay vòng tay, lẩm bẩm nói, nhất định là hắn. Bạch Nhi nhìn một cái Ngụy Dĩnh, thở dài một hơi. Vốn là các nàng có sự việc khác đi làm, dẫu sao cung chủ sứ mạng là khôi phục Tuyệt Hàn Đế Cung. Tuyệt Hàn Đế Cung thành tựu linh võ đại lục vô số thế lực cao cấp độc chiếm, các nàng phải ở trong bóng tối hành động. Nếu không, một khi bị những thế lực kia biết, tất nhiên sẽ phải chịu điên cuồng đuổi giết. Nhưng mà, làm cung chủ nghe được một cái liên quan tới Diệp Thần hai chữ tin tức, liền ngựa không ngừng vó hướng bên này tới. Rất là quả quyết. Bạch Nhi vậy từ một điểm một giọt tin tức bên trong lấy được cái đó gọi Diệp Thần người tin tức. Nhập thần cảnh. Cho dù là thần vương cảnh, nàng thật không nghĩ ra, cung chủ tại sao sẽ để ý một cái như này tu vi người. Sau này cung chủ nhưng là phải nhảy lên thái hư cảnh, thành tựu cao nhất sự nghiệp. Dẫu sao cung chủ nghịch thiên huyết mạch, thậm chí còn Tuyệt Hàn Đế Cung truyền thừa, định trước cung chủ muốn mắt nhìn xuống toàn bộ linh võ đại lục. Mà bây giờ, chẳng lẽ cung chủ muốn bởi vì chuyện nam nữ, buông tha phục hưng Tuyệt Hàn Đế Cung? Một cái thần vương cảnh con kiến hôi, căn bản không đáng à. Ngụy Dĩnh tựa hồ phát giác Bạch Nhi ánh mắt, xoay chuyển ánh mắt, nhàn nhạt nói, Bạch Nhi, người có lời muốn đối với ta nói. Bạch Nhi chợt lắc đầu, rồi sau đó, lại chợt gật đầu, ấp úng nói, cung chủ, Bạch Nhi có đôi lời không biết có nên hay không nói. Gió lạnh đem Ngụy Dĩnh cái khăn che mặt lay động, lộ ra băng hàn thêm tuyệt đẹp dung nhan. Nói. Cực kỳ dứt khoát thanh âm. Không có một tia nhiệt độ. Bạch Nhi cuối cùng vẫn mở miệng nói, cung chủ, mạng của ngài vận và khởi điểm, định trước áp đảo toàn bộ linh võ đại lục thiên tài trên. Có thể như thế nói, ngài bây giờ địa vị là Tuyệt Hàn Đế Cung cung chủ, Thánh Long gia tộc, thậm chí còn Thần Long gia tộc tộc trưởng thấy ngươi đều phải khom lưng khuỵu gối. Ngài thân phận, không nên đi tìm cái đó gọi Diệp Thần người đàn ông. Mà hẳn đem tinh lực của ngươi thả đang tu luyện cùng với tìm Tuyệt Hàn Đế Cung ở lại linh võ đại lục bí mật trên. Bạch Nhi mặc dù không đồng tình cảm giữa nam nữ, nhưng là Bạch Nhi biết, tu luyện và thực lực mới là linh võ đại lục sinh tồn chi bản. Nghe được những lời này, Ngụy Dĩnh ngược lại là không có nửa điểm tức giận, khóe miệng nàng phát họa một đạo nụ cười, ngươi không được rõ hắn. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ và thực lực không cao,
nhưng là sau này tuyệt đối có thể ảnh hưởng linh võ đại lục thế cục. Thậm chí, ta Tuyệt Hàn Đế Cung thành lập, phải người này trợ giúp. Giờ khắc này, Bạch Nhi hoàn toàn giật mình. Tuyệt Hàn Đế Cung thành lập cần một cái thần vương cảnh tiểu tử hỗ trợ. Đùa gì thế? Thần vương cảnh có thể làm gì? Coi như là nàng vẫy tay bây giờ cũng có thể trấn áp thần vương cảnh đỉnh cấp tồn tại à? Bạch Nhi còn muốn nói điều gì, Ngụy Dĩnh nhưng ngắt lời nói, chuyện ta, không cần ngươi bận tâm. Huống chi, lần này, ta không phải cố ý đi xem thằng nhóc kia, mà là ở Tây vực chỗ sâu, có một kiện ta Tuyệt Hàn Đế Cung đồ, ta tự nhiên muốn lấy tới. Đi thôi. Nói xong, Ngụy Dĩnh liền một người cưỡi ngựa chạy đi. Ngay chớp mắt, tiêu tán ở giữa trời đất. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục, Tây Vực, Thiên Kiếm Thành. Toàn bộ Thiên Kiếm Thành hoàn toàn nổ tung nồi. Một vị ma đạo thần quân bị buộc tự bảo. Cái này phải là biết bao tàn nhẫn thủ đoạn à. Bức bách một vị giết người vô số ma đạo thần quân tự bảo, lại là xuất từ hạng ma vương bút tích. Vị kia hợp đạo cảnh thần quân tự bảo sóng trùng kích, giống như cái thứ hai mặt trời vậy. Sáng bóng ngay lập tức gian bao phủ Thiên Kiếm Thành các nơi, mấy chục triệu sinh linh đều không đáng ngẩng đầu ngắm nhìn phân bay mà qua dư quang, tâm thần đều run rẩy. Ai dám xúc phạm ta Thiên Kiếm Thành phương pháp? Hạng tặc nhân, gan dám lớn lối như vậy. Ai? Coi thường tộc ta tiên tôn lệnh, tự tiện hạ sát thủ, rốt cuộc là ai? Mấy đạo chợt quát tiếng tràn ngập ra, theo tới là bảy đạo thần quang trụ phóng lên cao. Độc Cô gia tộc. Bảy vị hợp đạo thần quân nghịch thiên liều chết xung phong lên, chạy thẳng tới Thiên Ma phái địa chỉ đi, mỗi một vị đều là hợp đạo cảnh trung kỳ thần quân, thậm chí liền vị kia tiên tôn cảnh thái thượng trưởng lão, cũng đưa mắt nhìn chăm chú. Rốt cuộc là ai? Đấu giá hội họp lớn cũng còn không bắt đầu, liền ép được một vị ma đạo thần quân tự bảo. Là hợp đạo cảnh cửu tầng thiên lão cổ đồng. Vẫn là độc hành khách. Vô số võ giả phỏng đoán trước người hạ thủ thân phận. Thật bất ngờ muốn Thiên Ma phái địa chỉ ra, cách nhau mười mấy con phố lên một cái khách sạn bên trong, Diệp Thần quần áo lam lũ tung người bay vọt đi vào, chật vật đến mức tận cùng. Hắn trên mình từng đạo vết thương, quần áo đã dính máu tươi. Thương thế rất nặng. Diệp Thần thở hổn hển, uống mấy viên thuốc, ngồi xếp bằng. Vừa định vận chuyển công pháp, nhưng là phát hiện một vận công, thương thế liền nặng hơn. Đáng chết. Đột nhiên Diệp Thần lông mày nhướng lên, nghĩ tới điều gì? Hắn hiện đang nắm trong tay liền thần ma luân hồi quyết, hẳn vứt bỏ hết thảy công pháp, chủ tu thần ma luân hồi quyết mới là vương đạo. Dẫu sao môn công pháp này có thể là toàn bộ linh võ đại lục thích hợp nhất hắn tồn tại. Lại là mở hắn như bánh xe hồi huyết mạch một trong mấu chốt. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần dựa theo trong đầu tin tức bắt đầu vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Vận chuyển chi mới? Cực kỳ khó khăn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thần ma luân hồi quyết cố nhiên nghịch thiên, nhưng là độ khó vượt qua xa những công pháp khác. Diệp Thần không có buông tha. Tiếp tục vận chuyển. Không biết qua bao lâu. Diệp Thần đan điền bên trong lại xuất hiện một món thật nhỏ căn nguyên khí. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là đích thực tồn tại. Cái này thần ma luân hồi quyết chẳng lẽ là thượng cổ nghịch thiên cấp công pháp? Nếu như ta đan điền tràn đầy căn nguyên khí, vậy huyết linh tộc, hồn điện, linh vận thiên tôn lại coi là cái gì? Diệp Thần mừng như điên hết sức. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, kết hợp độ hóa thần vương nói, hắn thương thế lại khôi phục cực nhanh. Chẳng lẽ là cái này thần ma luân hồi quyết hoàn toàn kích phát trong cơ thể ta luân hồi huyết mạch? Như là tìm ra vậy 10 khối luân hồi huyền bia. Ta luân hồi huyết mạch là không phải có thể đến không chết bước. Diệp Thần nếm được ngon ngọt, liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Đây đối với lần này cướp buổi đấu giá cực kỳ mấu chốt. Thiên Ma phái địa chỉ. Ai làm được? Nói. Rốt cuộc là ai làm? Độc Cô gia tộc mấy vị trưởng lão nhìn một màn này, Thiên Ma phái địa chỉ hóa thành một phiến cho tàn, liên can ma đầu cơ hồ toàn bộ biến mất. Hiện trường máu chảy thành sông, thê thảm không nỡ nhìn, trước kia chỉ có thể ở Thiên Ma phái tàn sát những môn phái khác thời điểm nhìn thấy cảnh tượng, không nghĩ tới bây giờ phát sinh ở Thiên Ma phái trên người mình. Mới vừa là thí sát ma quân, tự bảo. Thiên Ma phái những thứ khác năm vị ma quân đâu? Bên cạnh,
thập tứ trưởng lão tung người bay ra, điều tra trước mắt hết thảy các thứ này, cơ hồ không dám tin tưởng là thật thực tồn tại. Thiên Ma phái, nhưng mà Độc Cô gia tộc thủ hạ thập đại hạ cùng tông phái một trong. Bên trong môn phái lại là có 8 vị hợp đạo ma quân, tới nơi này 6 vị hợp đạo ma quân, không nghĩ tới một vị tự bạo, những thứ khác 5 vị không biết tung tích. Bẩm báo trưởng lão, Thiên Ma phái đám người các loại, căn cứ vào thành ghi lại, cùng bây giờ thi thể ghi lại. Tới chúng ta Thiên Kiếm thành, thần vương cảnh đệ tử 137 vị, hỗn nguyên cảnh 47 vị, hợp đạo cảnh 6 vị. Bây giờ, trừ đi 5 vị hợp đạo cảnh tiền bối và 30 vị hỗn nguyên cảnh tiền bối thi thể không tìm được ra, những thứ khác căn bản chết. Bên cạnh, Độc Cô gia tộc hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp hộ pháp hồi bẩm trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.